chương 421 khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau, Long Vũ Âm cùng hai vị phụ nhân đã hạ xuống một nơi trong rừng núi. Mùi của thiên lý truy hồn hương, đi đến chỗ này liền mất. Long Vũ Âm cao mày, hương bốn phía nhìn ra xa, không còn thấy bóng dáng nhấp ly đâu nữa. Chẳng lẽ cô ra đã phát hiện trên người mình có thiên lý truy hồn hương? Một phụ nhân trong số hai người không kìm được nói ra, Long Vũ Âm trầm tĩnh một lát, xác thực bằng với sự cảm nhận mẫn tuệ sắc bén của Nhiếp Ly, nói không chừng đã sớm phát hiện trên người mình có thiên lý truy hồn hương. Long Vũ Âm không chịu được tức giận dậm chân, bất kể như thế nào, ta nhất định phải tìm được hắn. Long Vũ Âm thả người bay vút lên, hai vị phụ nhân nhìn nhau, cũng rất nhanh đi theo. Qua một lúc lâu sau, lại có thêm mấy người bay vút đến, dẫn đầu đúng là Lý Ngự Phong, ngoài ra còn có hai cường giả che mặt, cùng với ba cường giả thiên chuyển cảnh, không biết lai lịch ra sao, Hướng bên này Long Vũ Âm cùng hai bà nương kia đã rời đi rồi sao? Lý Ngự Phong khẽ nhíu mày. Bên cạnh một thiên chuyển cảnh cường giả vội vàng gật đầu đáp, ta vừa mới đã gặp mấy người họ dừng lại ở chỗ này một lát, lúc sau thấy theo hướng kia đi rồi. Lý Ngự Phong hướng phía xa ngưng mắt lướt một cái, lại nhìn bên cạnh hai cường giả đang che mặt một chút hỏi, bọn chúng hướng phía kia rời đi, không biết hai vị dự định làm gì đây? Việc này không cần Lý Ngự Phong thiếu gia phải lo lắng, mấy người bọn chúng giao cho chúng ta xử lý là được, giờ chúng ta cần trở về bẩm báo, tạm thời cáo từ Lý Ngự Phong thiếu gia. Một trong các cường giả che mặt chắp tay nói ra. Vèo vèo, hai cường giả che mặt hóa thành đạo lưu quang bay vút đi. Hai tên cường giả che mặt này đều mang tu vi Long đạo cảnh. Nhìn thấy hai cường giả che mặt đi xa, bên cạnh những cường giả thiên chuyển cảnh này mới tinh thần mới dần hồi tỉnh trở lại. Thiếu gia, hai người kia có lai lịch gì vậy? Bên cạnh một cường giả thiên chuyển cảnh không nhịn được mở miệng hỏi. Lý Ngự Phong lạnh lùng nhìn lướt qua thủ hạ bên cạnh, trầm giọng nói, đây là việc ngươi nên hỏi hay sao? Thiên chuyển cảnh cường giả kia gấp rút quỷ xuống, sợ hãi nói, thiếu ra thứ tội, là tại ta nhiều chuyện. Đứng lên đi, về sau có một số việc, không nên hỏi thì đừng hỏi. Lý Ngự Phong một ánh mắt thâm sâu hướng phía xa xa nhìn thoáng qua, Thương viêm thế gia cùng Long ấn thế gia đều thuộc cùng một tầng lớp như nhau, nhìn chung cùng là người có khả năng lớn nhất thừa kế gia tộc, dưới tay hắn cao thủ mạnh nhất cũng chỉ có Thiên chuyển cảnh, như Long đạo cảnh, cường giả bình thường cũng quá đủ đứng hàng trưởng lão hoặc được thờ cúng trong gia tộc rồi. Cường giả cấp bậc loại này, ngay cả có là người thừa kế gia tộc, bình thường cũng rất khó điều động. Thủ hạ của Long Thiên Minh lại có đến hai cường giả Long đạo cảnh. Hơn nữa dưới sự tiếp xúc qua lại, Lý Ngự Phong phát hiện Long Thiên Minh vẫn còn đang ẩn tàng thực lực. Lý Ngự Phong trong lòng không khỏi có mấy phần bực bội, trong khoảng thời gian này hắn tuy rằng mượn thế lực của Long Thiên Minh, nhưng hắn không muốn trở thành con rối của Long Thiên Minh, dùng tính cách cao ngạo kia, hắn kiên quyết không muốn làm chuyện như vậy. Nhưng hắn phát hiện, trước mắt khả năng khống chế thế lực, so với Long Thiên Minh hoàn toàn không ở trong cùng một cấp độ. Không chịu khuất phục nhưng lại hết lần này đến lần khác không thể không làm, có thể biết được trong lòng Lý Ngự Phong phiền muộn ra sao. Không biết Long Thiên Minh chuẩn bị đối phó đám người Long Vũ Âm như thế nào trong đôi mắt Lý Ngự Phong hiện lên một đạo tinh quang, nhìn thoáng qua đám thiên chuyển cảnh cường giả bên cạnh nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng ta đi thôi. Vâng. Đám cường giả thiên chuyển cảnh bên cạnh đáp lại. Một đám người lăng không bay vút đi. Biên giới hoang nguyên vô tận. Hướng nơi xa hoang nguyên vô tận nhìn lại, chỉ thấy một vùng hoàng thổ mênh mông bát ngát, đó là một vùng đất đai cằn cỗi, không có bất kỳ cây cối nào sinh trưởng. Gió lớn cuốn lấy đất vàng bay đẩy trời, Mấy ngàn năm qua, thiên nguyên thần tộc vẫn luôn luôn bị vây khốn tại đây, cư trú tại vùng hoàng thổ này, ở trên hoang nguyên vô tận sống cuộc sống vô cùng khó khăn. Tổ tiên thiên nguyên thần tộc khi trước từng vốn là một nhân vật tuyệt đỉnh, thậm chí có thể cùng thánh đế phân cao thấp, nhưng cuối cùng vị tiên tổ thiên nguyên thần tộc kia vẫn là bị thánh đế chấn áp bên trong hoang nguyên vô tận, tất cả hậu duệ của thiên nguyên thần tộc đều bị coi là uy hiếp, vĩnh viễn bị phong cấm tại mảnh đất này. Phàm là người Thiên Nguyên thần tộc muốn từng bước đi ra khỏi Hoang Nguyên vô tận, nhất định bọn hạ phải hạ thấp sự cao quý của mình, trở thành kẻ hầu hạ cho người khác. Đây là sự đối đãi vô cùng nhục nhã của Thánh đế dành cho Thiên Nguyên thần tộc. Việc này đối với rất nhiều cường giả Thiên Nguyên thần tộc mà nói, không cách nào có thể chấp nhận được, rất nhiều người của Thiên Nguyên thần tộc thà chết cũng không muốn bước ra ngoài Hoang Nguyên vô tận, nhưng vẫn có một ít tộc nhân Thiên Nguyên thần tộc, bất đắc dĩ phải ly khai vô tận Hoang Nguyên, nhưng chỉ sau khi rời khỏi nơi này, tức khắc liền bị nô dịch, sống cũng không bằng chết. Thiên Nguyên thần tộc từ một đại chủng tộc có hơn 10 triệu người, cuối cùng từ từ suy tàn đến mức chỉ còn lại có mấy trăm vạn người, ở tại Hoang Nguyên vô tận cầm cự chút hơi tàn, hàng năm vẫn không ngừng có người rời đi, hoặc là chết, hoặc là chịu áp bức lăng nhục mà rời khỏi vùng đất cằn cỗi này. Nhưng Thiên Nguyên thần tộc cường đại là điều không thể nghi ngờ, người trong Thiên Nguyên thần tộc yếu nhất cũng phải là long đạo cảnh cường giả. Vô tận Hoang Nguyên sát biên thủy có một thị trấn nhỏ, tại nơi này âm thanh huyên náo, thương nhân từ các nơi khác đến đều dừng chân tại nơi này bên trong hoang nguyên vô tận không có bất kỳ chút tài nguyên nào, một số ít tộc nhân của thiên nguyên thần tộc đều đã trở thành nô bộc, sau khi đổi lấy một số lượng linh thạch, dùng những linh thạch này đi ra ngoài mua chút lương thực nuôi sống tộc nhân. Mấy trăm năm trôi qua sử dụng cách thức này, thiên nguyên thần tộc Trung Quy vẫn duy trì được nhân số không bị giảm sút. Nhưng hàng năm trôi qua đều có ít nhất mấy trăm cường giả thiên nguyên thần tộc, vĩnh viễn rời khỏi vô tận hoang mạc, đã trở thành nô lệ của kẻ khác, một thiên nguyên thần tộc cường giả long đạo cảnh nhất trọng, giá tiền ít nhất trong khoảng 3 vạn linh thạch trở lên, nhị trọng phải đắt hơn hai lần như thế, tam trọng lại càng hơn. Cho nên chỉ có những quý tộc đặc biệt có tiền kia mới có thể có được một cường giả của thiên nguyên thần tộc, làm nô lệ nguyên do khế ước chủ tớ từ cường giả thiên nguyên thần tộc vốn là do thánh đế thiết lập xuống thiên nguyên thần tộc cường giả không có cách nào phá bỏ khế ước chủ tớ vì vậy người trong thiên nguyên thần tộc một khi trở thành tôi tớ sẽ phải tuyệt đối phục tùng coi như có để cho hắn chết hắn cũng sẽ không có một chút nhăn mặt chính bởi điểm này nô lệ của thiên nguyên thần tộc mới đặc biệt được xem trọng nhấp ly dạo bước trên đường phố thị trấn nhỏ này ngoại trừ thương nhiên mặc cầm y bên ngoài vãng lai tới còn có rất nhiều thiên nguyên tộc nhân gầy trơ cả xương Tuy rằng giá bán một Thiên Nguyên thần tộc cường giả đạt tới hơn 3 vạn linh thạch, nhưng từ các nơi vận chuyển lương thực đến đây, cũng bán được với cái giá vô cùng cao, các tộc nhân Thiên Nguyên thần tộc chỉ có thể gắng gượng đổi lấy một ít lương thực, lăn lộn mong được ấm no mà thôi. Nhiếp Ly dọc đường đi tới, mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh, nơi đây lẽ ra phải có một ít thương nhân bán người của Thiên Nguyên thần tộc mới đúng. Chỉ cần tìm được những thương nhân bán người của Thiên Nguyên thần tộc, vậy kế tiếp liền một công đôi việc rồi. Nhấp Ly thân mặc áo choàng, vô cùng khiêm tốn đi tới, thời điểm đó xa xa đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo ồn ào, dòng người đều hướng bên kia tập trung lại. Không biết có chuyện gì xảy ra, Nhấp Ly lông mày nhíu lại suy nghĩ một chút, bước chân nhanh hơn theo sau dòng người trước mặt đi tới. Tộc Nhân Thiên Nguyên thần tộc, có lẽ do ánh mặt trời vô cùng mãnh liệt tại vô tận hoang mạc, khiến bọn họ làn da ngăm đen, trên người khắp nơi đều là hình xăm thần bí, thêm nữa tứ chi dài hiếm thấy, liền cực kỳ dễ dàng phân biệt. Lúc này một đám tộc nhân thiên nguyên thần tộc cùng mấy thương nhân mặc cầm y kịch liệt tranh luận. Xung quanh nhiều người vây lại xem, nhưng phần lớn đều thở ơ lạnh nhạt. Nhếp ly đứng bên trong đám đông, nghe rõ ràng những người này tranh luận cái gì. Đằng trước hai tộc nhân thiên nguyên thần tộc đại khái ước chừng 40-50 tuổi, một kẻ, mặt đỏ tía tai, dáng vẻ phẫn nộ, hai mắt trợn trừng tròn vành vạnh. Phía sau hắn là một đám thiếu niên thiên nguyên thần tộc, đại khái khoảng 16-17 tuổi, nguyên một đám thần sắc u ám cô đơn. Điều kiện của các ngươi chúng ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, chúng ta quanh có giao dịch nhiều như vậy, cho tới bây giờ đều dựa theo tu vi định giá. Ba vạn linh thạch không thể nhiều hơn, các ngươi không bán vậy thôi đi. Một thương nhân trung niên mập mạp vẻ mặt không hề gì nói. Chúng ta thiên kim tộc thiên nguyên thần tộc, tộc nhân của chúng ta đều là những chiến sĩ xuất sắc nhất, những người này đều là những thiếu niên thiên nguyên thần tộc, trẻ tuổi ưu tú nhất của chúng ta, không thể dùng tu vi trước mắt xét đoán giá cả. Hai người tộc nhân thiên nguyên thần tộc kia không phục biện luận nói, trong đám người truyền đến những giọng nói bàn tán những người thiên nguyên thần tộc này thật sự lòng tham không đáy ba vạn linh thạch một người đã là giá tiền vô cùng cao bọn họ vậy mà vẫn không hài lòng nếu phòng theo thói quen dạng này về sau mua bán nô lệ thiên nguyên thần tộc giá cả chị e sẽ đắt hơn những thương nhân từ các nơi khác nhau này đều là tới mua thiên nguyên thần tộc tộc nhân hiển nhiên cùng với thương nhân trung niên ở trước mắt này đều đứng trên cùng một con đường chỉ cần có tiền không lo không mua không nô lệ thiên nguyên thần tộc bởi vì xung quanh biên cảnh mấy cái thị trấn nhỏ này, mỗi ngày đều sẽ có hàng loạt nô lệ Thiên Nguyên thần tộc chờ đợi được bán ra. Trung quy hao phí 3 vạn linh thạch tài phú mua bán một nô lệ Thiên Nguyên thần tộc cũng không phải quá nhiều. Nhấp Ly nhìn phía trước những tộc nhân Thiên Nguyên Thần tộc, gầy yếu này chỉ còn lại có da bọc xương, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng, từng là một chủng tộc chiến đấu cường đại nhất toàn bộ Long Khư giới vực, có được phồn vinh vô thượng, nắm trong tay đế quốc khổng lồ không gì so sánh được, đến hôm nay lại suy tàn đến tận tình cảnh này, vì tộc nhân của mình, chỉ đành sầu hổ tùy nhục bán thân làm đầy tớ để kẻ khác tranh giành, bọn họ sớm đã không còn vinh quang ngày xưa nữa. Nhiếp Ly cũng không phải người trách trời thương dân, nhưng nghĩ đến thiên nguyên thần tộc vì đối kháng thánh đế, mà lưu lạc tới hoàn cảnh như vậy, lại không có được sự tôn trọng của tộc nhân khác, chỉ đành thở dài một tiếng. Thánh đế phong tỏa thời không vô tận, ý muốn biến đổi mấy trăm giới vực bên trong long khư biên giới, mà người tồn tại trong long khư giới vực vẫn luôn mở mịt vô tri, đấu đá lẫn nhau. Nghĩ đến kiếp trước trải qua hết thảy mọi thứ, Nhiếp Ly trong lòng không khỏi phẫn uất. Hai người thương nhân kia có lai lịch gì? Người không biết sao, đó là người của Long Tức Thương hội, bọn hắn hơn một nửa định mức nắm trong tay toàn bộ giao dịch nô lệ, tên trung niên mặt ngựa kia là phó hội trưởng của Long Tức Thương hội, Thiên Nguyên thần tộc tộc nhân muốn cùng bọn hắn mặc cả, chuyện đó căn bản là không thể nào. Mấy thị trấn nhỏ nơi biên giới ở đây, người bình thường đều không muốn đắc tội với Long Tức Thương hội. nhấp Ly nghe được lời này vào tai, hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy kẻ trung niên kia vẻ mặt kiêu căng, chắp tay đứng ở phía sau, hẳn là phó hội trưởng Long Tức Thương hội theo lời từ miệng những người khác nói ra rồi. Vừa mới có cơ hội có thể mua bán tộc Nhân Thiên Nguyên thần tộc, Nhiếp Ly đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, phía trước mấy thiếu niên Thiên Nguyên thần tộc kia đã là long đạo cảnh nhất trọng, hơn nữa dáng vẻ thiên phú không tồi. Nhiếp Ly ở giữa đám đông chen lên trước. "Lâm hội trưởng, chúng ta chẳng qua là muốn có được một cái giá công bằng mà thôi, mấy vị thiếu niên này đều là thiên tài của bộ lạc chúng ta, nếu bộ lạc chúng ta không rơi vào cảnh khốn cùng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ trở thành nô lệ." Đầu lĩnh tộc Nhân Thiên Nguyên thần tộc kia phẫn uất nói, "Giá cả công bằng?" chúng ta đều đã ra cái giá hợp lý nhất rồi. Nếu có người khác ra giá cao hơn chúng ta, người có thể bán cho bọn chúng. Một người mặc cẩm bào màu bạc bên cạnh thương nhiên trung niên nói ra. Lâm hội trưởng Long tức thương hội kia thần sắc vẫn không nói một lời nào. Ba vạn linh thạch, đây chỉ là giá cả bình thường cho một long đạo cảnh nhất trọng. Bọn hắn cũng chỉ có long đạo cảnh nhất trọng tu vi mà thôi, ngươi nói bọn họ là thiên tài, ai có thể biết được bọn hắn có thể còn sống hay không tu luyện được tới long đạo cảnh, nhị trọng nếu như không muốn giao dịch vậy thì thôi, các ngươi có thể đi tìm người khác ra giá, giá cao hơn. Thủ hạ lâm hội trưởng mấy người thương nhân ngươi một câu ta một câu, vẻ mặt lạnh lẽo kiêu ngạo. Nhấp ly suy đoán, phòng trừng bọn chúng nhận định không người nào muốn đắc tội với long tức, thương hội mà ra giá, giá tiền cao hơn. Hai tộc nhân thiên nguyên thần tộc kia trong đôi mắt xẹt qua một tia sâu thẳm thất vọng cùng phẫn nộ, thế nhưng bọn họ lại không thể làm gì. Về phần mấy thiếu niên thiên nguyên thần tộc sau lưng hai người bọn họ, tất cả đều siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt hàm chứa lệ quang bị buôn bán không khác gì chó heo, đây tuyệt đối là sự lăng nhục cực kỳ to lớn. Hai tộc nhân thiên nguyên thần tộc nhìn về phía đám đông vây quanh, đám người đó đều hết sức khinh thường quay đầu đi, không người nào để ý tới bọn họ. Nói đùa, ai lại muốn vì mấy nô lệ thiên nguyên thần tộc mà đắc tội long tức thương hội. Ta ra giá, giá 5 vạn linh thạch một người, có bao nhiêu ta đều mua. Nhấp ly thanh âm bình tĩnh, êm tai chuyển đến. Chỉ nháy mắt, đám đông vây quanh ánh mắt khiếp sợ đã rơi vào người nhếp ly, Lâm hội trưởng Long tức thương hội kia đều nhíu mày toát ra thần sắc không vui, hắn hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại có người không có mắt đột nhiên xuất hiện, gây cản trở Long tức thương hội bọn hắn. Nghe được Nhiếp Ly nói, hai người tộc nhân Thiên Nguyên thần tộc nhìn nhau, chân trừ một chút rồi lập tức hạ quyết tâm. Nhiếp Ly ra giá, giá 5 vạn, chung quy so với 3 vạn bán cho Long tức thương hội tốt hơn nhiều. Đông người như vậy, nhưng cũng chỉ có một mình Nhiếp Ly chịu tăng giá, Nhấp ly ánh mắt nhìn qua sau lưng hai tộc Nhân Thiên Nguyên thần tộc, tổng cộng có 6 người thiếu niên Thiên Nguyên thần tộc, tuy rằng vô cùng ốm yếu không có chút sinh lực gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được từ trên người lộ ra khí tức vẫn là phi thường cường đại, đây là 30 vạn linh thạch. Ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không dấu nhé. Nhấp ly tay phải khẽ động ném một cái không gian giới chỉ đi. Một người trong số hai tộc nhân Thiên Nguyên thần tộc tiếp nhận không gian giới chỉ của Nhiếp Ly, hướng bên trong nhìn thoáng qua, quay đầu về phía tộc nhân Thiên Nguyên thần tộc bên cạnh nhẹ gật đầu. Bọn họ hiển nhiên không hề nghĩ tới, Nhiếp Ly vậy mà lại sảng khoái như vậy, thông thường khi giao dịch đều là ký kết khế ước trước tiên, trong khi đó Nhiếp Ly lại tiện tay liền ném ra 30 vạn linh thạch. Đây là chủ tớ khế ước của mấy đứa chúng nó. Một tộc nhân Thiên Nguyên thần tộc cầm trong tay 6 tờ chủ tớ khế ước đưa cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly tiếp nhận về tay, miệng mỉm cười. Ngay sau khi nhiếp ly hoàn thành giao dịch, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Vị huynh đệ này, ngươi làm như vậy là không hay chút nào. Bên cạnh lâm hội trưởng một thanh âm trầm thấp truyền tới, giọng nói cực kỳ không vui. Đám người bên cạnh lâm hội trưởng hung giữ nhìn chầm chầm vào nhiếp ly. Bọn hắn hung thần ác sát, nguyên một đám bất kỳ lúc nào cũng có thể động thủ. Mấy người bên cạnh lâm hội trưởng đều là cao thủ cấp bậc long đạo cảnh, hơn nữa ít nhất đều là long đạo cảnh tam trọng trở lên. Không có chút thực lực, ai lại dám ở chỗ này hỗn xược? coi như nhiếp ly vừa mới mua những thiếu niên thiên nguyên thần tộc này cũng quả quyết không phải đối thủ của đám người lâm hội trưởng quanh đây đều nằm trong vùng ảnh hưởng của long tức thương hội tuyệt đối không đơn giản mà nhiếp ly cũng chỉ là cường giả thiên tinh cảnh mà thôi dương cung bạt kiếm bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trệ tiểu tử này thảm rồi lại dám dưới mắt long tức thương hội cướp người quả thực tự tìm cái chết hắn chẳng lẽ không biết long tức thương hội ở vùng biên cảnh này chính là bá chủ nghe nói nuôi dưỡng mấy trăm long đạo cảnh cường giả trừ phi vũ tông cấp cường giả tới đây xin tha cho tiểu tử nếu không chắc chắn khó thoát khỏi cái chết hành tẩu trên thế giới này không biết người biết ta thường thường sẽ chết rất thảm đám đông vây quanh bên cạnh quan sát nhiếp ly có người đồng cảm thương hại có người nhìn có chút hả hê lâm hội trưởng trong đôi mắt hiện lên sát khí kinh người tuy rằng khế ước chủ tớ đã nằm trong tay nhiếp ly nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho nhiếp ly có cơ hội hoàn thành chủ tớ khế ước lâm hội trưởng tay phải vung lên mấy tên thủ hạ bên cạnh chậm rãi hướng tới gần nhiếp ly Nhiếp Ly liền lộ ra bộ dạng phi thường nhẹ nhõm, khoan thai tự đắc. Đám người vây quanh bên cạnh đều âm thầm suy đoán, Nhiếp Ly đến tột cùng là kẻ tài cao gan lớn, hay vẫn là tự tin mù quáng. Bằng với một mình Nhiếp Ly, thật sự có thể đối phó được những long đạo cảnh cao thủ này của Long Tức Thương hội. Điểm này có phần quá khó khăn rồi. Tại biên cảnh vô tận man hoang này, uy nghiêm của Long Tức Thương hội chúng ta không thể để cho kẻ khác khiêu khích, tiểu tử, người còn có lời gì để nói không? Lâm hội trưởng thấy nhiếp ly bộ dạng vẫn như cụ ung dung bình thản, sắc mặt thoáng hiện một nét chăm chú, nhiếp ly thực lực kém xa bọn hắn, lại có thể bình tĩnh như thế, chỉ sợ là có chỗ dựa. Lâm hội trưởng coi như kiến thức sâu rộng, làm việc từng chút một cực kỳ cẩn thận, hành động vừa rồi của nhiếp ly, ra tay một cái liền ném ra 30 vạn linh thạch, e rằng thân phận không đơn giản, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút nghi kỵ. Nhưng mà ở tại biên cảnh vô tận man hoang, lợi ích của Long Tức Thương Hội không thể để người khác gây hấn, bằng không uy nghiêm Long Tức Thương Hội liền không còn, Lâm hội trưởng đưa mắt lướt qua, dự định trước tiên đem Nhiếp Ly bắt lại, mặt khác từ từ thẩm vấn lai lịch Nhiếp Ly, tránh Nhiếp Ly có bối cảnh khó lường gì sẽ đắc tội với người không nên đắc tội. Đám đông vây quanh bên ngoài đều đang quan sát tình hình sẽ đi đến đâu. Chứng kiến thủ hạ Lâm hội trưởng tiến sát từng bước, Nhiếp Ly lại cười cười nói ra, ta không biết ở vô tận man hoang biên cảnh này Long Tức Thương hội làm chủ, sự tình vừa rồi xác thực có chút lỗ mãng, ta tại đây thoáng dãi bày ấy náy một chút, nghe được nhiếp ly nói lâm hội trưởng trong đôi mắt xẹt qua một tia kinh ngạc đánh mắt nhìn nhiếp ly một cái hắn hiển nhiên không nghĩ tới nhiếp ly vậy mà mở miệng hướng phía hắn nói xin lỗi trước lâm hội trưởng nhàn nhạt hừ một tiếng hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua cho nhiếp ly nhiếp ly mới vừa từ trong tay hắn cướp đi sáu thiếu niên thiên nguyên thần tộc chuyện này làm hắn khó chịu hết sức thưa dịp nhiếp ly vẫn chưa hoàn thành chủ tờ khế ước hắn vẫn có thể đem sáu bản khế ước này cướp về nếu như sáu bản chủ tờ khế ước còn nằm trong tay tộc nhân thiên nguyên thần tộc, bọn chúng sẽ không động thủ cướp đoạt, dù sao ở giữa bọn hắn cùng thiên nguyên thần tộc đã có ước định. Nhưng sáu bản chủ tớ khế ước nằm trong tay nhiếp ly, bọn hắn cũng chẳng cần băn khoăn. Người còn có gì muốn nói? Mấy người tùy tùng bên cạnh lâm hội trưởng lạnh lùng nói. Danh tiếng của Long tức thương hội như sấm bên tai, không biết lâm hội trưởng có đồng ý cùng ta làm một phiên giao dịch hay không? Nhiếp ly khẽ cười nói. Giao dịch với ta, ha ha, buồn cười, Lâm hội trưởng bật cười, hai tay ôm ngực nhìn Nhiếp Ly, "Việc này thì có cái gì đáng cười? Ta đến địa giới này, đúng là vì Long Tức Thương hội mà đến, Long Tức Thương hội sẽ không cứ như thế cự tuyệt khách nhân thành tâm đến đây làm ăn chứ?" Nhiếp Ly lông mày hơi nhíu nói. Lâm hội trưởng sinh lòng nghi ngờ liếc qua Nhiếp Ly, hắn có điểm không hiểu rõ, Nhiếp Ly rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ Nhiếp Ly thật là đến đây cùng Long Tức Thương hội thực hiện một chút giao dịch hay sao? Nghĩ đến Nhiếp Ly vừa rồi tùy tiện ném ra 30 vạn linh thạch, Lâm hội trưởng ánh mắt rơi vào người Nhiếp Ly, cuối cùng lại có một ít chần chừ. Long Tức Thương hội nói đến cùng vẫn là tập trung vào việc kinh doanh, vừa rồi bởi vì Nhiếp Ly ra tay ngăn trở việc buôn bán của bọn hắn, làm bọn hắn cực kỳ không vui, dù sao đây là chuyện đoạt tiền tài từ trong tay bọn hắn, với tư cách thương nhân mà nói, đoạt tiền tài của người ta có khác gì thù giết cha. Nhưng nếu như Nhiếp Ly có thể khiến cho bọn hắn kiếm được tiền, vậy những việc khác không cần nói đến nữa, bất quá lâm hội trưởng vẫn giữ bản mặt cứng ngắc bộ dáng không vui tiểu tử dựa vào ngươi cũng muốn cùng chúng ta buôn bán tuy tùng bên cạnh lặng lẽ nhìn lâm hội trưởng một cái sau đó hướng phía nhiếp ly kiêu căng nói một cuộc làm ăn đã đến tận cửa long tức thương hội còn có thể không theo đạo lý nhiếp ly vừa cười vừa nói xem ra lâm hội trưởng trong lòng vẫn còn đối với ta có khúc mắc chẳng qua chỉ là sáu thiếu niên mà thôi lâm hội trưởng hà tất để trong lòng ta nghe nói long tức, thương hội toàn bộ vô tận man hoang nắm trong tay hơn phân nửa thị trường, sẽ không vì sáu thiếu niên, mà đem khách hàng chuẩn bị cùng thương hội của mình nói chuyện làm ăn cự tuyệt, ngoài cửa chứ, nếu đúng như vậy cũng khiến ta có chút xem thường lâm hội trưởng rồi. Người có ý gì? Đám tùy tùng bên cạnh lập tức vẫn nộ trừng mắt nhìn nhếp ly, tiến đến phía trước từng bước tới gần. Nhếp ly vẫn như cũ lãnh đạm bình thản. Đợi một chút, các ngươi lui ra, Lâm hội trưởng trầm giọng khoát tay áo nói, hắn nhìn nhìn Nhiếp Ly, "Sáu thiếu niên Thiên Nguyên thần tộc, nếu ở nơi này mua cần 30 vạn linh thạch, nhưng nếu đem bán đến địa phương khác, ít nhất cũng được 50 vạn linh thạch trở lên." Nhiếp Ly lại dám nói chẳng qua chỉ là sáu thiếu niên, không khỏi khẩu khí cũng quá lớn. "Vâng." Đám tùy tùng vội vàng khom người đáp, sau đó lui về một bên. Không biết vị tiểu huynh đệ này, rút cuộc muốn cùng Long Tức Thương hội chúng ta muốn giao dịch cái gì? Lâm hội trưởng nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi, cũng không phải buôn to bán lớn gì, chỉ là muốn Long Tức Thương hội thay ta mời chào 200 cường giả Thiên Nguyên thần tộc, mà thôi." Nhiếp Ly bình tĩnh nói. "200 người?" Nghe được Nhiếp Ly nói, mọi người hít vào một hơi lạnh, ngay cả Lâm hội trưởng cũng không nhịn được kinh hãi không thôi. 200 người không phải số lượng nhỏ, coi như rẻ nhất 3 vạn linh thạch một người, vậy cũng cần đến 600 vạn linh thạch. Có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ toàn bộ Long Khư giới vực cũng không có mấy người có thể làm được, trừ phi là một số ít thần tông tiểu huynh đệ chẳng lẽ đang cùng ta nói đùa sao? Lâm hội trưởng liếc mắt nhìn qua nhiếp ly một cái, hắn suy đoán lời này của nhiếp ly đến cùng có mấy phần có thể tin được. Nói đùa, nhiếp ly diễu cười một tiếng nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đối với ta mà nói cùng lâm hội trưởng đây nói đùa có chỗ gì tốt. Nếu tiểu huynh đệ ngươi thật muốn mua nhiều thiên nguyên thần tộc cường giả như vậy, ta làm sao để tin được ngươi? Lâm hội trưởng trầm giọng nói, đây là tiền đặt cọc 50 vạn linh thạch nhiếp ly tay phải khẽ động, ném cho lâm hội trưởng một cái không gian giới chỉ nói, nếu như lâm hội trưởng có thể làm cho ta vừa lòng, lần giao dịch này chúng ta tự nhiên sẽ tiếp tục thực hiện. 50 vạn linh thạch, ngay cả lâm hội trưởng cũng không kiềm được bị nhiếp ly cực kỳ hào phóng làm cho chấn kinh. Đàm phán giao dịch chỉ vừa mới bắt đầu ngay tức thì đã đặt cọc 50 vạn linh thạch. Đối với nhiếp ly mà nói, 50 vạn chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi, nguyên lai like bên trong vạn lý hà sơn đổ của nhiếp ly mỗi ngày đều không ngừng có vô số linh thạch xuất ra, liên tục không dứt. Nhưng đối với đám người Lâm hội trưởng, 50 vạn đã là một khoản tài phú cực lớn rồi. Lâm hội trưởng nhìn thâm sâu Nhiếp Ly một cái, Nhiếp Ly lẻ loi một mình lại dám đến Vô Tận Hoang Nguyên chi địa này, một lần ra tay liền lấy ra 50 vạn linh thạch tiền đặt cọc, xem ra xuất thân thật không phải đơn giản. Nhiếp Ly một lời nói muốn mua 200 cường giả Thiên Nguyên thần tộc, xem ra không phải là giả. 200 Thiên Nguyên thần tộc cường giả, vậy ít nhất là 600 vạn linh thạch, cho dù có là một vài siêu cấp thần tông chỉ một chốc như vậy e rằng cũng không lấy ra được khoản tiền tài lớn như thế. Nhiếp ly đến cùng là có xuất thân thế nào? Nhưng đích thị có thể khẳng định, nếu biết được ra thế nhiếp ly không đơn giản, cần gì phải vì mấy tên nô lệ thiên nguyên thần tộc mà động chạm nhiếp ly. Nếu như nhiếp ly có nhu cầu lớn như vậy, mà phương diện buôn bán này lại đúng là lĩnh vực của Long tức thương hội, lửa giận trong lòng lâm hội trưởng liền tức thì tiêu tan. Lâm hội trưởng nét mặt hơi biến, mỉm cười nói, không biết vị công tử đây đến từ đâu, Việc này Lâm hội trưởng cũng không cần hỏi, coi như có biết, đối với Lâm hội trưởng chỉ sợ không được tốt lắm. Nhếp ly giữ kín như bưng nói. Lâm hội trưởng có điểm hiểu không rõ nhếp ly nông sâu ra sao, về phần xem xét lai lịch nhếp ly, coi như có thấu rõ ngọn ngành cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Ha ha, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nếu như công tử muốn cùng Long tức thương hội chúng ta hợp tác, chúng ta Long tức thương hội đây đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Công tử nói cần mua 200 cường giả thiên nguyên thần tộc, không biết lời này có tính hay không, Lâm hội trưởng nhìn về phía nhiếp ly hỏi. Tính hay không phải xem thành ý của lâm hội trưởng thế nào đã? Nhiếp ly rừng rưng nhìn về phía lâm hội trưởng nói, giao dịch lúc trước ta đã lấy ra 50 vạn linh thạch, lần này 50 vạn linh thạch nữa, không biết lâm hội trưởng có thể lấy được cho ta bao nhiêu thiên nguyên thần tộc cường giả. Lâm hội trưởng trầm mặc một lát, hướng một tùy tùng bên cạnh nhìn một cái, ghé bên tai nói mấy câu, tùy tùng kia cung kính lui ra, lập tức lăng không bay vút đi, nhiếp ly cũng không quản lâm hội trưởng làm gì hướng nhìn phía bên cạnh mấy thiếu niên thiên nguyên thần tộc lấy ra chủ tớ khế ước nói khế ước nô lệ của các ngươi ở đây lúc này trong đôi mắt mấy thiếu niên thiên nguyên thần tộc lộ ra vẻ mặt không cam lòng từ nay về sau bọn hắn trở thành nô lệ của nhiếp ly vĩnh viễn mất đi tự do các ngươi nếu nguyện ý đi cùng ta nhiếp ly ta tại đây xin thể nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi các ngươi nếu không muốn theo ta đều có thể trở về những linh thạch lúc ban đầu coi như ta cho các ngươi nhếp ly nhìn mấy thiếu niên thiên nguyên thần tộc này nói ra những thiếu niên thiên nguyên thần tộc này hai mặt nhìn nhau cực kỳ hiển nhiên đối với lời này của nhiếp ly thực sự bất ngờ hai cường giả thiên nguyên thần tộc bên cạnh vội vàng quỳ xuống hướng phía nhiếp ly nói đa tạ công tử thiên nguyên thần tộc chúng ta coi trọng chữ tín một khi đã quyết định đi theo nhất định sẽ giúp cạn toàn lực bất kỳ tộc nhân thiên nguyên thần tộc nào cũng sẽ không vi phạm lời hứa của mình sau thiếu niên thiên nguyên thần tộc kia cũng đều rối rít quỷ xuống, mặc dù có điểm không cam lòng, nhưng nhìn về phía nhiếp ly thấy ánh mắt nhu hòa vô cùng, dù sao đi theo nhiếp ly, khẳng định so với việc bị bán cho lâm hội trưởng chắc chắn tốt đẹp hơn nhiều. Ngày hôm nay thiên nguyên thần tộc trước mặt lâm vào thời khắc sinh tử, thiếu thốn lương thực làm tộc nhân càng ngày càng ít đi, những người còn ở lại trong tộc căn bản đều là nữ nhân, Thiên nguyên thần tộc thật sự không dám đem nữ tộc nhân bán cho người ngoài làm nô lệ, bởi vì khê ước chủ tớ của thiên nguyên thần tộc, một khi bị chủ nhân bàn giao bất cứ chuyện gì, bọn họ đều phải hoàn thành. Trước kia từng có một ít nữ tộc nhân đã trở thành nô lệ của cường giả ngoại tộc, sau đó, kết quả cuối cùng đều cực kỳ thê thảm. Mà ở trong tộc nam nhân dĩ nhiên lác đác cực ít không có mấy. Ở nơi vô tận man hoang không có bất kỳ một loài thực vật nào, đã định trước toàn bộ chủng tộc sẽ càng ngày càng suy tàn cho đến khi diệt vong, đây là sự nguyên rùa độc ác nhất của thánh đế các người hãy yên lòng, sáu người thiếu niên này giao vào tay ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi bọn chúng. Nhiếp ly nhìn về phía hai cường giả thiên nguyên thần tộc mà nói. Đội ơn công tử, hai cường giả thiên nguyên thần tộc nước mắt ngang dọc, đã bao nhiêu năm nay những tộc nhân bị bọn hắn bán đi đều bị coi như, nô lệ đối đãi không khác gì heo chó, đã từng có người nào hứa hẹn như vậy. Nhiếp Ly nhìn về phía sáu thiếu niên Thiên Nguyên thần tộc kia nói, "Sau này các ngươi hãy đi theo ta, chỉ cần trong thời gian 2 năm, qua 2 năm nếu đám các ngươi ai không muốn đi theo ta nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Ta sẽ không ngăn trở các ngươi." Nhiếp Ly cắn mạnh tay phải, máu tươi nhỏ xuống bề mặt sáu bàn chủ tớ khế ướp. Nhấp Ly cảm giác thấy, linh hồn của chính mình dường như cùng với những thiếu niên Thiên Nguyên thần tộc này có liên hệ với nhau, đây là linh hồn khế ước, một khí nhiếp ly cưỡng ép thúc động, liền có thể tùy ý diệt sát những thiếu niên Thiên Nguyên thần tộc này. Chỉ có người ký kết khế ước nô lệ mới có thể rời khỏi man hoang vô tận, nguyên nhân bản nô lệ khế ước này cực kỳ cường đại, tộc nhân Thiên Nguyên thần tộc một khi đã ra khỏi vô tận man hoang, phần lớn kết cục chẳng có gì tốt đẹp. Sáu thiếu niên này không ai trả lời, lặng lẽ đứng ở sau lưng Nhấp Ly dù thế nào đi nữa nhóm bọn hắn đã triệt để bị trói buộc hoàn toàn không có năng lực phản kháng thời điểm đó biết nói thế nào còn không phải nghe theo nhiếp ly hay sao bọn hắn chỉ còn cách yên lặng thừa nhận sáu người bọn hắn đối với lời nói của nhiếp ly rõ ràng không tin nhưng có khê ước nô lệ ở đây bọn hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của nhiếp ly hơn nữa phải tuyệt đối trung thành lâm hội trưởng nhìn nhiếp ly cười cười nói công tử quả là khoan dung độ lượng sau thiếu niên Thiên Nguyên thần tộc đã rơi vào trong tay Nhiếp Ly, hắn cái gì cũng không có kiếm được, những cũng chỉ có thể bỏ qua, hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không đắc tội với người khách hàng lớn như Nhiếp Ly này đây. Đám người vây quanh không nhịn được nhỏ giọng tranh luận. Mới vừa rồi còn dương cung bạt kiếm, thiếu chút nữa thôi liền đã đánh nhau, không nghĩ đến thiếu niên này thật có chút bản lĩnh, rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy, lại khiến cho Lâm hội trưởng khách khí với mình như thế. Có thể không khách khí sao? ai muốn cùng ta làm một khoản buôn bán lớn như vậy, ta đối với hắn cũng khách khách khí khí. Một lát sau, Tùy Tùng mới nãy rời khỏi lâm hội trưởng bay vút đến, phía sau dẫn theo 10 tộc nhân thiên nguyên thần tộc. 10 tộc nhân thiên nguyên thần tộc này đều là những tráng niên đáng giá, tu vi ước chừng long đạo cảnh nhị trọng. 10 tộc nhân thiên nguyên thần tộc long đạo cảnh nhị trọng, tuyệt đối không có người nào già yếu, chúng ta lần thứ nhất giao dịch, không biết công tử có vừa lòng hay không. Lâm hội trưởng hơi chắp tay hướng phía nhiếp ly nói. Nhiếp Ly ánh mắt quét qua 10 tộc nhân Thiên Nguyên thần tộc, gật gật đầu hai lòng nói, không tệ. Sau này còn có những giao dịch khác, mong muốn Lâm hội trưởng đây chiếu cố nhiều hơn. Đó là chuyện đương nhiên. Lâm hội trưởng mỉm cười nói. Nhiếp Ly ở vùng biên cảnh Man Hoang nghỉ ngơi tròn 7 ngày, cường giả Thiên Nguyên thần tộc mua được cũng vượt xa dự tính, tổng cộng đạt được 360 người, trong đó Long đạo cảnh ngũ trọng có 2 người, Long đạo cảnh tứ trọng 6 người, Long đạo cảnh tam trọng 50 người, còn lại đều là tu vi Long đạo cảnh nhất trọng hoặc nhị trọng sau thiếu niên kia mặc dù là long đạo cảnh nhất trọng nhưng tuổi còn nhỏ lại có thiên phú không tồi xứng đáng dốc sức bồi dưỡng những thiên nguyên thần tộc cường giả này tất cả đều cùng nhiếp ly hoàn thành xong khế ước chủ tớ bên trong biệt viện tại một thị trấn nhỏ ở biên cảnh nhiếp ly tay phải khẽ động triệu hồi ra vạn lý hà sơn đồ đem mấy cường giả thiên nguyên thần tộc tất cả đều thu vào bên trong những cường giả thiên nguyên thần tộc này ở vô tận man hoang là nơi có thiên đạo chi lực cực kỳ mỏng manh lại vẫn có thể có nhiều tộc nhân có thể đột phá đến long đạo cảnh đến như thế đã vào bên trong vạn lý hà sơn đồ linh khí cực kỳ nồng đậm tu vi nhất định bộc phát càng ngày càng mạnh mỗi một cường giả thiên nguyên thần tộc đều có thiên phú vô cùng kinh người nếu không phải như thế thánh đế cũng sẽ không bị thương nặng dưới tình huống đó bất chấp tất cả đem toàn bộ người của thiên nguyên thần tộc chấn áp tại vùng man hoang vô tận đồng thời ban lời nguyên rùa độc ác đến như vậy thiên nguyên thần tộc được trời cao ưu đãi ban cho tư chất hơn người nhưng dù sao ở phía trước điều kiện quá cực hạn cho nên tu vị của bọn họ chỉ có thể dừng lại ở long đạo cảnh chưa có đột phá được vũ tông nhưng đã vào trong vạn lý hà sơn đồ khẳng định không giống như trước nhiếp ly cũng tiến nhập vạn lý hà sơn đồ nhìn thấy nhiếp ly tiến vào những thiên nguyên thần tộc các cường giả này tất cả đều cung kinh đứng bên cạnh thoáng chút sợ hãi quan sát nhiếp ly từ nay về sau nhiếp ly chính là chủ nhân của bọn chúng cho dù nhiếp ly muốn đem bọn chúng ra giết cũng không cách nào phản kháng sau khi tiến vào trong vạn lý Hà Sơn đổ, phát hiện một vùng thế giới thần bí rộng lớn như vậy, bọn chúng lại càng bất an không yên. Nhiếp Ly chắc chắn là một nhân vật tột cùng bất thường, đột nhiêu lại mua nhiều tộc nhân thiên nguyên thần tộc như vậy, không biết đến cùng là có ý đồ gì. Sáu thiếu niên kia cũng đều hai mắt mở to hướng phía Nhiếp Ly mà nhìn. Nguyên một đám bọn hắn thần kinh căng thẳng, tràn ngập sợ hãi. Nhiếp Ly cười ảm đạm một tiếng, nhìn về phía một thiếu niên trong số bọn hắn, hỏi: "Ngươi tên gì?" "Bẩm báo chủ nhân, ta tên gọi Vân Diệt." người thiếu niên kia cung kính hồi đáp nếu không phải do khế ước nô lệ hắn quả quyết không muốn cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình vân diệt nhiếp ly đi tới bên cạnh tay phải đặt lên trên vai cơ thể vân diệt khẽ run lên hắn đối với nhiếp ly trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi nói cho cùng hắn không biết nhiếp ly sẽ làm gì hắn cái loại cảm giác sinh tử bản thân bị người khác nắm giữ trong tay đối với hắn mà nói đây là lần đầu tiên thiên đạo chi lực nhiếp ly đảo qua người vân diệt một cái, lát sau nói, ngươi là người thiên nguyên thần tộc sở hữu xích vân chi thể, công pháp thích hợp để tu luyện có phi vũ thần quyết, thực nhật thần quyết, ngươi muốn tu luyện cái nào? Phi vũ thần quyết, thực nhật thần quyết, vân diệt lặng người đi một cái. Những cường giả thiên nguyên thần tộc trưởng thành ở bên cạnh đều khiếp sợ mà nhìn nhiếp ly. Còn không mau tạ ơn chủ nhân, Phi Vũ Thần Quyết cùng Thực Nhật Thần Quyết đều là một trong những công pháp trí cường của thiên nguyên thần tộc chúng ta, nhưng hai bộ công pháp này ở bộ tộc chúng ta đều đã thất truyền. Có thể tu luyện bất kỳ một trong hai bộ tâm pháp Phi Vũ Thần Quyết hay Thực Nhật Thần Quyết đều là vận phúc cực lớn của ngươi. Các cường giả thiên nguyên thần tộc bên cạnh mỗi người một câu nhau nhau tranh luận. Nghe được mấy lời này từ các cường giả thiên nguyên thần tộc, Vân Diệt một tiếng bịch quỳ xuống kích động nói, Vân Diệt cũng không biết, kính xin chủ nhân ban ân. Nhếp ly hơi nhăn mặt một chút, trầm mặc một lát rồi nói, vậy tu luyện thực nhật thần quyết đi. Trong người lấy ra một quyển trục, đem công pháp nguyên vẹn của thực nhật thần quyết sao chép xuống. Ngươi, ngươi, ngươi. Nhiếp ly xem xét thể chất mỗi người, hướng phía một người trong số đó nói ra, các ngươi đều thích hợp để tu luyện thực nhật thần quyết. Toàn bộ thiên nguyên thần tộc căn cứ vào thể chất khác nhau, tổng cộng có đến 36 bộ trí cao thần quyết, thế nhưng những pháp quyết đó cứ mất dần mất dần, khiếm khuyết lại thêm khiếm khuyết. Hiện giờ cũng chỉ có nhiếp ly trên mình giữ được công pháp đầy đủ, đem những công pháp này truyền thụ cho từng cường giả thiên nguyên thần tộc thủ hạ chọn vẹn hết một ngày nhiếp ly mới thu xếp hoàn tất việc này chủ nhân thuộc hạ có một chuyện không rõ không biết có nên hỏi hay không một cường giả thiên nguyên thần tộc trưởng thành trong đám đông đi ra nhìn về phía nhiếp ly hỏi người này là một trong hai cường giả tu vi long đạo cảnh ngũ trọng tên gọi huyền vũ có gì không minh bạch cứ hỏi nhiếp ly mỉm cười nói nếu như không có người nào hỏi mới gọi là quái lạ đấy những năm tháng buồn tuổi dài đằng đẵng trôi qua thiên nguyên thần tộc chúng ta sớm đã không còn vinh quanh trước kia các loại thần quyết cũng đều đã thất lạc đa tạ chủ nhân cho những hậu bối chúng ta có thể một lần nữa nhìn thấy thần quyết của tổ tông để lại ngày đó nhưng thuộc hạ có chút kỳ quái chính là vì cái gì chủ nhân trên người lại có được toàn bộ thần quyết của thiên nguyên thần tộc huyền vũ cung kính dò hỏi là việc này sao Nhiếp Ly ngưng mắt nhìn ra phương xa, bình tĩnh nói, vì sao những thần quyết đó ta lại có, các ngươi cũng không nhất thiết phải biết, các ngươi chỉ cần biết rằng ta cùng thiên nguyên thần tộc có sâu xa, sau này không làm khó các ngươi là được. Thực tế những lời này Nhiếp Ly nói ra cũng không phải là giả, kiếp trước đại chiến với thánh đế, Nhiếp Ly quả thật có được trợ giúp của thiên nguyên thần tộc, chẳng qua sau đó toàn bộ thiên nguyên thần tộc đều bị thánh đế giết hết, ngay cả hài đồng mới sinh ra cũng không buông tha. Nghe được lời nói của Nhiếp Ly. Huyền Vũ Quỷ xuống nghe đến bịch một tiếng, trịnh trọng nói: "Chủ nhân cho bọn thuộc hạ có cơ hội chứng kiến được những thần quyết đã mất này, lần nữa xuất hiện dưới ánh mặt trời, chúng ta vô cùng cảm kích, chỉ cần chủ nhân có bất kỳ phân phó gì, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, tan xương nát thịt vạn lần chết cũng không chối từ. Nếu như lúc trước là vì khê ước nô lệ phải dốc toàn lực phục vụ theo những gì Nhiếp Ly nói, bọn hắn lúc này đây là thật tâm thành ý vì Nhiếp Ly làm việc." thiên nguyên thần tộc là những người cực kỳ chất phác bọn họ sinh sống ở nơi cằn cỗi hoang dã chỉ cần nhận được một chút ân huệ từ ngoại nhân liền sẽ đối với người đó mang ơn sinh tử tồn vong của bọn họ vốn đã nằm chắc trong tay của nhiếp ly nhiếp ly không dùng đến các loại thủ đoạn bức bách tra tấn bọn hắn cũng đã là cực kỳ nhân từ nói gì đến nhiếp ly truyền thụ cho bọn hắn thần quyết đã thất truyền của thiên nguyên thần tộc ngoài việc dạy các ngươi những công pháp đã thất truyền ra ta còn muốn dạy các ngươi một loại chiến trận thất truyền đã lâu của thiên nguyên thần tộc phải cần đến những người tu luyện thần quyết trí cao các loại khác nhau mới có thể thúc động tên là thiên nguyên thần trận trận pháp này chia làm tam tài Lục hợp, bát hoang, thập tuyệt, tam thập lục sát trong đó biến hóa ba người tùy ý tổ hợp có thể bộc phát ra chiến lực trên năm lần, sáu người bất kỳ kết hợp có thể bộc phát hơn mười lần chiến lực trở lên, cứ như thế suy rộng ra, trận pháp loại này ngay cả bên trong điển tịch của Thiên Nguyên Thần Tộc các ngươi cũng là ghi chép lại cực ít. Nhấp ly nhìn mấy Thiên Nguyên Thần Tộc cường giả này nói, Thiên Nguyên Thần trận, các tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc ở xung quanh đều nghi hoặc nhìn về phía Nhấp ly, bọn hắn chưa từng nghe qua có một thứ trận pháp như vậy trong thiên nguyên thần tộc, các ngươi những người tu luyện thần quyết trí cao vốn đã ít càng thêm ít, thần trận này cần rất nhiều nhân tài thiên nguyên thần tộc, tu luyện pháp quyết trí cao mới có thể thi triển. Các ngươi chưa từng nghe qua có thiên nguyên thần trận này, cũng không phải là cái chuyện gì kỳ quái. Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, nhiếp ly lẳng lặng đứng bên trong vạn lý hà sơn đồ tu luyện, những cường giả thiên nguyên thần tộc kia cũng nhao nhao lên tu tập những công pháp trí cao cùng thiên nguyên thần trận nhiếp ly, giao cho bọn hắn. Nhiếp Ly cảm giác thấy khoảng cách tịnh tiến đến thiên chuyển cảnh chỉ còn một bước. Tuy rằng tu vi hiện tại là thiên tinh cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng tâm pháp tu luyện lại là thiên đạo thần quyết, coi như cường giả tu vi thiên chuyển cảnh bình thường, cũng không hẳn là đối thủ của Nhiếp Ly. Hơn nữa Nhiếp Ly vẫn đang không ngừng vận chuyển linh hồn hài bên trong mệnh tinh, chính khối mệnh tinh càng lúc càng sáng. Thời điểm mệnh tinh tu vi thiên tinh cảnh càng sáng, về sau đạt tới thiên chuyển cảnh tu vi sẽ càng mạnh, có nhiều thủ hạ long đạo cảnh như vậy, chỉ cần không gặp phải cường giả vũ tông cấp, nhiếp ly không cần phải lo lắng. Vũ thần tông, một trận hỗn chiến bùng phát. Long vũ âm cùng âm minh vốn trong tay nắm giữ ba tòa thần trí, trong vùng ngoại vi vũ thần tông, trên đại thế giới được cho là một thế lực tương đối cường đại, nhưng đột nhiên có một đám cường giả thần bí phát động công kích lên âm minh, trong đó có không ít cường giả long đạo cảnh, hơn nữa không có long vũ âm chấn thú, cả âm minh trong nháy mắt hỏng mất, chết đến mấy vạn người gặp phải tình huống như vậy, thiên hành minh cùng yêu minh đương nhiên không thể ngồi yên không đoái hoài đến, nhưng các cường giả thiên hành minh cùng yêu minh gia nhập chiến đoàn, cũng đều tổn thương trầm trọng. Âm minh, thiên hành minh cùng yêu minh tam đại thế lực trong thiên linh viện, hễ rời khỏi đây toàn bộ đều bị giết. Nơi biên giới vô tận man hoang, một khách điếm nằm trong một thị trấn nhỏ. Long Vũ Âm trầm lặng đứng thẳng, lời nói hành động của nàng đem so với chiếc hàm xúc trưởng thành hơn nhiều, dáng người chỗ phồng chỗ cong nóng bỏng vô cùng, một người hầu quý gối xuống cung kính bẩm báo đại tiểu thư âm minh chúng ta bị một đám người thần bí công kích tổn thất nghiêm trọng ba tòa thần trì toàn bộ đều thất thủ cuối cùng là có chuyện gì xảy ra không lẽ là long thiên minh ra tay sao long vũ âm cao mày hỏi thần trì thất thủ thực ra chỉ là chuyện nhỏ thân phận đám người kia rốt cuộc là gì lại có thể trong thời gian ngắn như vậy khiến cho âm minh tổn thất nặng nề ở thiên linh viện có thể làm được chuyện này e rằng chỉ có hai người long thiên minh cùng tư đồ bắc viêm nàng cùng tư đồ bắc viêm vốn không thù không oán vậy không còn nghi ngờ gì nữa khả năng lớn nhất chính là long thiên minh làm ra chuyện này bẩm đại tiểu thư trước mắt chưa thể xác định nhưng thủ hạ dưới tay long thiên minh không có bất cứ động tĩnh gì bọn chúng hiện đang đều ở cùng với hắn một người hầu bên cạnh long vũ âm cung kính nói ra chẳng lẽ lại là tư đồ bắc viêm kia long vũ âm hơi cao mày nhăn mặt phía tư đồ bắc viêm cũng không có một chút động tĩnh gì người hầu cung kính nói long vụ âm trong lòng tràn ngập nghi hoặc không phải long thiên minh cũng không phải tư đồ bắc viêm vậy là kẻ nào chĩa mũi nhọn vào bọn họ như thế đại tiểu thư có một việc không biết có nên nói hay không người hầu kia muốn nói lại thôi có lời gì nói thẳng cũng được long vụ âm nhìn thoáng qua người hầu đang quỳ trên mặt đất nói giữa lúc chúng ta giao chiến có một kẻ tu vi long đạo cảnh công pháp mà hắn tu luyện tự hồ có điểm giống với yêu thần tông người hầu cao mày cung kính nói yêu thần tông long vũ âm trong lòng dùng mình quả thật long vũ âm chưa từng nghĩ qua khả năng này nếu thật có liên quan đến yêu thần tông vậy chuyện này liền phức tạp người có bao nhiêu phần nắm chắc là người của yêu thần tông long vũ âm truy vấn thuộc hạ cũng không có gì nắm chắc người hầu vội vàng lắc đầu nói vừa vặn chỉ là có chút cảm giác khí tức của đối phương có điểm không đúng, cũng không có cách tìm được chứng cơ xác thực chứng minh. Nhóm người này rất kỳ quái, chỉ đặc biệt chĩa ngòi vào chúng ta, hành động cũng cực kỳ cẩn thận, dường như muốn tránh né cái gì. Long vụ âm cao mày, chuyện này xem ra quả thực có điểm kỳ quặc. Sau khi nhiếp ly đi khỏi, nàng cùng mấy người hầu một mạch truy tung, nhưng nhiếp ly lại hoàn toàn mai danh ẩn tích, có tìm thế nào cũng không thấy. Sau nàng lại nghe nói nhiếp ly xuất hiện ở biên thùy của một chấn nhỏ, liền cùng với mấy người hầu vội vàng chạy đến, Ngươi trở về trước tiếp tục điều tra lai lịch đám người này mấy ngày nữa ta liền quay lại long vũ âm nghĩ một chút nói với người hầu kia dạ người hầu kia lúc này cung kính đáp cáo lui rời khỏi một lát sau dưới tay long vũ âm hai vị phu nhân trung niên tu vi long đạo cảnh đi tới tiểu thư chúng ta đã có tin tức của cô ra người hiện đang dừng tại một khách điếm ở một thị trấn nhỏ mới đây mua rất nhiều cao thủ của thiên nguyên thần tộc chừng khoảng hơn một trăm người một vị phu nhân nói trong lòng của nàng vẫn còn tương đối khiếp sợ không nghĩ đến nhất ly thậm chí lại có tài lực kinh người như vậy. Đây là hơn 100 cao thủ thiên nguyên thần tộc, hơn nữa tuyệt đối trung thành. Cho dù có là thần tượng các trong truyền thuyết, chỉ sợ cũng không thể một lần xuất ra nhiều linh thạch, như thế trao đổi trên trăm cao thủ thiên nguyên thần tộc. Quả nhiên Long Phu Nhân nhìn người tinh tường không hề sai lầm, đại tiểu thư nếu có thể cùng cô ra kết thành phu thê, đối với việc đại tiểu thư nắm Long Ấn thế ra trong tay tuyệt đối là điểm rất tốt. Long Vũ Âm nghe được lời này của vị phu nhân kia, khuôn mặt tức thì kích động, gấp giọng nói, hắn ở khách điếm nào, mau đưa ta tới đó. Vâng, tiểu thư, vị phu nhân kia đáp. Đúng lúc này, bất thình lình có một cỗ khí tức cường đại chấn động truyền đến. Hai vị phu nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiểu thư cẩn thận. Hai vị phu nhân mang theo long vụ âm lập tức hướng ra phía ngoài phi vút đi. Oanh! Một tiếng nổ kinh khủng truyền đến, chỉ thấy gian khách sạn ba người long vụ âm vừa ở tại đó, nháy mắt nổ tan chìm vào cho bụi ba đạo thân ảnh mềm mại biến hóa hướng nơi xa xa bay vút đi ngay tại thời điểm đám người long vụ âm vội vã tháo chạy vèo 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 mấy chục đạo thân ảnh hướng tới đám long vụ âm điên cuồng lướt đến ngăn chúng lại không được để chúng trốn thoát hai mụ già kia giết không cần hỏi còn con nhà đầu kia giữ lại một thanh âm ác liệt lạnh lùng cắt qua trời không vang lên mấy chục người này tất cả đều mặc hắc y không thể nhìn thấy rõ diện mạo của chúng một mạch hướng phía ba người long vụ âm đuổi theo trong đó có hai kẻ tu vi khá mạnh tốc độ nhanh kinh người ngay tức khắc đã gần đuổi kịp ba người long vụ âm dựa vào tốc độ này xem xét đám người kia tất cả đều là cường giả long đạo cảnh tạ di hai người chạy mau đi long vụ âm gấp giọng hô hai vị phu nhân này đều là cường giả long đạo cảnh một khi tiến giai long đạo cảnh không được phép chết nếu chết rồi ngay tức khắc hồn phi phách tán, hoàn toàn không còn tồn tại. Không được, chúng ta nhất định phải mang theo đại tiểu thư cùng đi, chúng ta đã hứa với phu nhân nhất quyết phải bảo vệ người chu toàn. Một vị phu nhân trong hai người kiên quyết nói, tuy rằng biết rõ đối phương tu vi mạnh mẽ có chuẩn bị từ trước mới đến, các nàng cũng không muốn bỏ Long Vũ Âm ở lại. Nhưng mà, tạ gì? Long Vũ Âm thần tình lo lắng, hai vị phu nhân này đối với nàng coi như chính bản thân mình, không khác gì người thân bình thường, nàng làm sao có thể nhẫn tâm ừ. nhìn thấy họ chết. Long Vũ Âm chỉ có tu vi thiên tinh cảnh, đối với hai vị phu nhân kia chỉ thêm cản trở, nếu mang theo nàng hai người muốn chạy cũng không được. Không chờ Long Vũ Âm nghĩ lại, một cỗ trưởng kình cuồng bạo phá không bay đến. Muốn chạy cũng không nhìn xem chúng ta có đồng ý hay không. Hừ hừ, các ngươi dù chỉ một người cùng đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát. Thanh âm lạnh lẽo kia tựa như bằng đào lạnh thấu xương. Vèo vèo, mấy đạo hàn quang sắc bén vạch qua không trung, hướng phía hai phụ nhân sau lưng Long Vũ Âm kịch bắn tới. Người phụ nữ được Long Vũ âm kêu, bằng tạ di bỗng nhiên bạo phát ra khí thế cường đại, toàn thân bốc lên hỏa quang nóng bỏng. Một tiếng long ngâm vang dài qua không trung. Phụ nhân kia dùng hợp một con xích diễm rực long, cự trưởng hướng phía những hàn quang này chộp tới. Nhưng đúng lúc đó, những hàn quang này đột nhiên tăng tốc. Phập phập phập, những hàn quang đó đột ngột đâm xuyên qua xích diễm rực long, lập tức máu tươi bắn ra tung tóe. Gào, xích diễm rực long kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, một lát sau, xích diễm rực long biến trở lại thành dạng người, từ trên bầu trời rơi xuống. Tạ gì? Long vũ âm gào khóc kêu lên, nhưng bị phụ nhân kia mang theo bay vút đi. Tiểu thư, cô nhất định phải tự chăm sóc lấy bản thân mình, kẻ tới đây ít nhất là một cường giả long đạo cảnh lục trọng trở lên, coi như chúng ta có đem hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Phụ nhân bên cạnh long vũ âm gấp giọng nói ra, mang theo long vũ âm tức tốc bay đi. Long đạo cảnh cường giả, một khi ngã xuống liền không cứu trở lại được nữa, từng đạo lưu quang trên trời xẹt qua, hướng phía Long Vũ Âm phương hướng chạy trốn đuổi theo. Vào lúc này, một khách điếm trong một thị trấn nhỏ. Nhiếp Ly sau khi tu luyện xong, từ trong khách sạn đi ra, Thiên Nguyên thần tộc các cường giả đều vẫn còn ở bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, thời điểm này không sai biệt lắm là lúc nên quay về Vũ Thần Tông rồi. Thời gian gần đây, trên thị trường những vụ giao dịch cường giả Thiên Nguyên thần tộc toàn bộ hầu như đều bị Nhiếp Ly mua hết, ở chỗ này cũng không còn chuyện gì để làm, hắn vừa mới đi ra khỏi khách điếm liền chứng kiến trên bầu trời xa xăm có mấy đạo lưu quang bay vút người thiếu nữ ngay phía trước kia không phải long vũ âm thì còn ai vào đây đằng sau nàng có tới mấy hát y nhân truy đuổi mắt thấy long vũ âm sắp bị tóm vị phụ nhân bên cạnh long vũ âm đem nàng đẩy mạnh một cái bay ra ngoài tiểu thư người bảo trọng ta đi ngăn bọn chúng lại Dứt lời phụ nhân kia quay người hướng phía những hắc y nhân đang đuổi theo nghênh đón, toàn thân hóa thành một con băng tuyết long điểu, xung quanh bầu trời lập tức bị bao phủ bên trong hàn ý vô tận. Nhiếp Ly nhíu mày một cái, sau lưng lập tức xuất hiện đôi hắc bạch vũ dục, lăng không hướng phía Long Vũ Âm phía xa kịch lướt tới. Băng Tuyết Long Điểu vừa mới hiện thân, đã thấy trên bầu trời một đao ảnh cực lớn chém xuống, chỉ nghe huỳnh một tiếng nổ mạnh, Băng Tuyết Long Điểu bị bao phủ bên trong đao ảnh cực lớn này. Lâm Di, Long Vũ âm lệ quang rưng rưng, xoay người đều muốn ngay lập tức hướng phía đám hắc y nhân kia nhào tới. Giờ phút này Long Vũ âm đã ngã vào người Nhiếp Ly, hắn giữ chặt nàng trong tay hướng ra phía ngoài bay vút đi. Nhiếp Ly, tạ gì, Lâm Di đều chết cả rồi. Nhìn thấy Nhiếp Ly, Long Vũ âm nước mắt tựa vỡ đập, rút cuộc không dừng lại được. Trước tiên rời đi đã, việc khác để sau hãy nói. Nhiếp Ly đôi cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang phóng đi. Sau khi hạ thủ phụ nhân kia, đám hắc y nhân liền thẳng người bay vút đến, không biết những kẻ này có lai lịch gì tạm thời không thể ngang nhiên sử dụng vạn lý hà sơn đồ nếu không sẽ dẫn tới hậu quả khó có thể tưởng tượng được nhiếp ly âm thầm ngẫm nghĩ sau lưng vũ dực cực kỳ nhanh chóng rung động càng lúc càng nhanh đây đã là tốc độ cực hạn của nhiếp ly đám hắc y nhân phía sau bám đuổi không rời tất cả bọn chúng đều là long đạo cảnh cường giả đuổi theo sau lưng nhiếp ly tuy rằng nguyên một đám tốc độ nhanh cực hạn lại không thể cùng nhiếp ly rút ngắn khoảng cách Tuy rằng chỉ có tu vi thiên tinh cảnh đỉnh phong, tốc độ của nhiếp ly so với long đạo cảnh cường giả, không hề có một chút thua kém. Sau khi tịnh tiến tu vi, sau lưng pháp tác chi rực đem so với trước đã không ngừng tăng thêm gấp mấy lần, hóa thành một đạo lưu quang một đen một trắng, phàng phất muốn phá không mà đi. Tiểu tử này có lai lịch gì, không thể tin được chạy trốn nhanh như vậy. Đầu lĩnh hắc y nhân đặc biệt căm tức, nguyên do hắn cảm giác được nhiếp ly chỉ có tu vi thiên tinh cảnh, rõ ràng lại có thể lao đi nhanh như vậy chỉ là một tiểu tử thiên tinh cảnh, lại cư nhiên dám ở bên dưới mí mắt bọn hắn cướp người, tự tin cái chết. Hắc Y Nhân lạnh lùng quát to một tiếng, lợi kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang, hướng phía Nhiếp Ly phá không mà đi. Bên trong lợi kiếm này ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, tốc độ lại càng nhanh đến cực hạn, bám sát hướng về phía sau lưng Nhiếp Ly. Sắp thấy lợi kiếm này chuẩn bị đâm trên lưng của mình, trên lưng toát ra một thứ hàn khí cường đại, cả người dường như đều muốn bị đông cứng lại. Chẳng lẽ lại phải chết ở chỗ này? nhấp ly nhíu mày một cái một khi chết đi tu vi liền bị giảm xuống rất nhiều hắn đã không có nhiều thời gian như vậy không được ta không thể chết được cũng không thể khiến long vũ âm nàng chết ở chỗ này nhấp ly cao mày tuy rằng hắn không biết những người này chặn giết long vũ âm là vì cái gì nhưng mà có thể xác định trong này khẳng định có rất lớn âm mưu nhấp ly điên cuồng thúc giục linh hồn hải ảnh yêu yêu linh dường như nhận được triệu hoán, bên trong linh hồn hải nhiếp ly thức tỉnh, trong nháy mắt một cỗ lực lượng cường đại thông qua linh hồn hải, hướng thân thể nhiếp ly rót tới, tốc độ đột nhiên tăng lên. Ngay sau đó quang ám hùng miêu cùng thánh huyết rực giao đồng thời thức tỉnh, lại có hai cỗ lực lượng rót vào cơ thể nhiếp ly. Đồng thời cảm nhận được ba cỗ lực lượng, nhiếp ly tốc độ đột nhiên bộc phát, so với ban đầu trở nên nhanh hơn gấp ba lần, vốn là lợi kiếm của hắc y nhân kia bắn ra ngay lập tức đã đâm chúng người nhiếp ly tốc độ nhiếp ly càng lúc càng nhanh đúng là so với thanh lợi kiếm này duy trì tốc độ giống nhau lợi kiếm kia sau khi kịch bắn ra một khoảng dần dần chậm lại mà nhiếp ly thì hóa thành một đạo lưu quang phóng đi hắc y nhân kia cầm chui lợi kiếm đuổi theo hướng phía trước nhìn lại nhiếp ly đúng là đã chạy ra ngoài vài dặm rất nhanh đều không còn nhìn thấy rồi nội tâm của hắn tràn đầy khiếp sợ tiểu tử kia đến cùng là ai chỉ có thiên tinh cảnh tu vi, tốc độ vậy mà nhanh đến mức đỉnh phong tuyệt luân như thế. Thậm chí ngay cả chính mình bắn ra lợi kiếm đều không đuổi kịp, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu tử kia chạy nhanh quá. Đuổi theo, ta không tin hắn có thể giữ được tốc độ như vậy chạy trốn, tu vi của hắn căn bản không trèo chống được bao lâu, Hắc y nhân lạnh lùng nói, hắn không tin chỉ là một thiên tinh cảnh, bên người còn mang theo nữ nhân, lại có khả năng tránh được nhiều long đạo cảnh cường giả như, bọn hắn truy đuổi theo hay sao? Vèo vèo vèo, những hắc y nhân này hướng phía nhiếp ly chạy trốn phi đi như điên. Tại ba cỗ lực lượng chống đỡ dưới, nhiếp ly một đường cuồn cuộn. Long vụ âm bị nhiếp ly giữ lấy, cũng đang vô cùng khiếp sợ, nhiếp ly tốc độ thật sự quá nhanh, bên tai ngoại trừ tiếng gió gào thét, nàng hầu như cái gì cũng đều không cảm giác thấy, bởi vì gió quá lớn, Y phục trên người nàng siết thật chặt lại ôm quanh lấy dáng hình lồi lõm. Nhiếp Ly mới chỉ là thiên tinh cảnh, rõ ràng có thể bộc phát ra tốc độ kinh người như vậy. Quả nhiên đối với bản thân Nhiếp Ly không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán. Nhiếp Ly cảm thấy thiên đạo chi lực trong người điên cuồng bị tiêu hao. Tuy rằng trong nháy mắt khiến cho tốc độ bộc phát đến cực hạn, nhưng đồng thời thiên đạo chi lực tiêu hao cũng phải hơn 10 lần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ một lát sau sẽ phải dừng lại, những kẻ đuổi theo sau lưng khẳng định cũng sẽ đuổi kịp cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy núi non trùng điệp, cây cối rậm rạp, dị thạch cao chót vót, có nhiều chỗ răng đầy vực sâu hun hút. Nhiếp Ly cắm đầu hướng vào nơi núi non trùng điệp này bay xuống. Trước tiên tìm một chỗ ẩn nấp rồi tính sau, hoặc lợi dụng địa hình tiến vào trong vạn lý Hà Sơn đồ, hoặc đem các cường giả thiên nguyên thần tộc bên trong vạn lý Hà Sơn đồ triệu hoán đi ra cùng đám người kia sòng phẳng mà đánh một trận. Vèo, Nhiếp Ly hóa thành một vệt sáng tiến nhập vào khu rừng phía dưới. Nơi này đã là khu vực biên giới của vô tận hoang nguyên, lướt qua một dạng núi liên miên, trước mặt chính là hoang mạc mênh mông bát ngát. Mảnh đất hoang vu này bên trong không một tấc cỏ cây sinh sống, trăm ngàn năm qua, vô số cường giả thiên nguyên thần tộc là ở nơi sa mạc hoang vu này tại đây, sinh sống. Núi non liên miên, giống như bộ xương của một người khổng lồ. Ngay tại lúc nhiếp ly cùng long vũ âm hạ xuống, chỉ thấy bên trong vùng sa mạc hoang vu một đạo hào quang bảy màu cuốn vào. Vật gì kia, Nhiếp Ly nội tâm cả kinh, chứng kiến mấy tia sáng đủ màu sắc cuốn tới, hắn vội vàng né tránh, nhưng đã không còn kịp nữa. Vèo, Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm bị đám hào quang bảy sắc này đánh trúng, hung hăng hai bên va chạm với nhau, lập tức hư không tiêu thất, rốt cuộc cũng không tìm thấy chỗ. Tầm khoảng nửa canh giờ, đám hắc y nhân đuổi theo sau, tìm kiếm xung quanh, gần như lục lọi hết cả vùng này, nhưng không làm thế nào tìm thấy được vị trí của Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm. Sao lại thế được? Đáng chết, không thể ngờ lại để bọn chúng chạy thoát, những hắc ý nhân này kiểu gì cũng tìm không ra nhếp ly cùng Long Vũ Âm, chỉ còn cách cắm giận rời đi. Thời gian dần trôi, không biết trong màn đêm đã qua bao lâu. Dường như có hạt mưa bụi lạnh lẽo rơi xuống, đọng ở trên mặt, rét căm căm. Nhếp ly dần hồi tỉnh, trong mơ hồ hình như cảm thấy có cái gì mềm mềm, nóng hầm hập, tựa như có một vật áp lên trên mặt hắn. Nhếp ly cố gắng mở to mắt, chứng kiến Long Vũ Âm đang nằm sắp lên người mình, bàn tay vừa vặn đặt lên mông của nàng trên lồng ngực truyền đến một cảm giác đe ép mềm mại, khiến nhấp ly không nhịn được mấy phần xấu hổ. Không cần phải nói, cơ thể Long Vũ Âm quả thật quá nóng bỏng. Đang nghĩ ngợi một lúc, Long Vũ Âm ưm một tiếng, từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy một màn trước mắt, ngay tức khắc khuôn mặt đỏ chót rối loạn, nhanh chóng ngồi dậy. Nhiếp Ly cũng vội lấy tay chống đỡ, từ từ ngồi dậy ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy xung quanh là một vùng đất tối tăm bao la bát ngát. Đây là đâu vậy? Long Vũ Âm nhìn hết xung quanh, ngần người một chút. Nhiếp Ly lông mày cũng nhíu lại, hắn mang theo long vụ âm lăng không bị một đạo hào quang bảy sắc cầu vồng đánh chúng liền mất đi ý thức sau đó cùng long vụ âm đi tới nơi này vô tận bên trong hư không kia tựa hồ như có như không truyền đến từng trận nổ vang ta cũng không biết nếu theo lẽ thường chúng ta phải dừng ở một nơi rừng núi không biết chỗ này là đâu ta đoán rằng đây hẳn là một không gian thần bí nào đó nhiếp ly trầm ngâm trong chốc lát nói dạ long vụ âm gật gật đầu nghĩ tới hai a di của mình đã tử trận nàng lại trầm xuống nhấp ly đang muốn đứng lên cúi đầu xuống lại phát hiện long vụ âm đang ngồi trên người mình tư thế có bao nhiêu là xấu hổ lúng túng đầu của hắn cũng vừa đúng ở ngay trước ngực long vụ âm hắn cười khổ một cái nói vụ âm cô đứng lên trước đã long vụ âm lúc này mới phát hiện điểm bất thường nhanh chóng đứng lên hai má một vùng đỏ ửng nhấp ly quan sát xung quanh một chút khẽ nhíu mày hắn cảm giác được ở không gian này có một lực lượng thần bí ẩn hiện ngay lúc nhiếp ly định bụng tìm đường ra khỏi nơi đây, một thanh âm xa xưa theo hư không truyền đến. Các ngươi không cần phải tìm đường ra, ở bên trong ý niệm của ta, ta nếu muốn tha cho các ngươi rời khỏi đây, các ngươi liền có thể đi khỏi. Thanh âm thần bí kia chậm rãi nói. Nghe được thanh âm này, nhiếp ly cùng long vũ âm đều dùng mình. Ở bên trong ý niệm, nhất niệm vô ngân thần thuật, nhiếp ly nghẹn giọng nói. Ồ, đứa nhỏ này, ngươi vậy mà lại biết được nhất niệm vô ngân, ngươi là ai? theo lẽ thường bằng với cảnh giới tu vi hiện tại của các ngươi, căn bản không có khả năng tiếp xúc tới các bậc đại thần thuật mạnh mẽ nhường này. Thanh âm kia pha lẫn một chút ngạc nhiên nói. Long vũ âm lặng đi một chút, nhất niệm vô ngân thần thuật là cái gì? Chẳng nhẽ là công pháp chỉ có vũ tông cấp cường giả mới có thể tu luyện. Đoán chừng Long Vũ Âm thế nào cũng không nghĩ ra, ngay cả Vũ Tông cấp nhất niệm vô ngân thần thuật, này bề ngoài cơ bản đều không sờ đến được. Ta quả thật có biết chút, không biết tiền bối là. Nhiếp Ly thử thăm dò, ta có thể nhìn thấu đứa nhà đầu kia trong lòng nghĩ gì, xem ra nó đối với ngươi có tình sâu thắm thiết lắm. Nhưng ta lại không nhìn ra ngươi suy nghĩ cái gì, linh hồn hải của ngươi thâm sâu không lường được, tu vi cũng chỉ có thiên chuyển cảnh giới, chuyện này là thế nào? Thanh âm kia lúc này tràn ngập nghi hoặc, hơn nữa bằng với thực lực của ngươi lại có thể đem vạn lý hà sơn đồ ra sử dụng. Nhiếp ly cười nhạt một cái, vị cường già kia không nhìn thấu linh hồn hài của hắn cũng là chuyện rất bình thường, dự là có thế nào cũng không nghĩ ra, nhiếp ly là xuyên qua thời không mà đến, không nói đến chuyện đó, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi mồi nhiều người của thiên nguyên thần tộc như vậy làm gì? Thanh âm kia bên trong mang theo một ý sắc bén trầm thấp nói. Nhiếp ly trong lòng khẽ động, chẳng lẽ vị cường giả này cùng thiên nguyên thần tộc có quan hệ gì? Tộc nhân của thiên nguyên thần tộc, không phải đều đã bị phong ấn tại bên trong vô tận man hoang sao? Bẩm báo tiền bối, ta vốn ngưỡng mộ tộc nhân thiên nguyên thần tộc, muốn mang mấy người họ rời khỏi hoang nguyên vô tận này. Nhiếp ly giải thích, người trẻ tuổi, ta không có tin, là ngươi đang nói láo, Thanh âm kia lạnh lùng nói, Nhấp ly trầm mặc một lát nói tiếp, ta biết rất khó để khiến cho tiền bối tin tưởng, nguyên do là ta cùng Thiên Nguyên Thần tộc cùng chung địch nhân, ta có thể dẫn dắt mấy tộc nhân Thiên Nguyên Tần tộc này, khiến bọn họ trở nên mạnh hơn, sau đó giúp ta đối kháng kẻ kia. Cùng chung địch nhân, ha ha, rõ nực cười, các ngươi mà cùng chung địch nhân cái gì chứ? Thanh âm kia cười lạnh ba tiếng nói, không quan tâm tiền bối tin hay không, lời nói này của ta là thật. Nhấp ly vô cùng trịnh trọng nói thanh âm kia trầm mặc hồi lâu dường như đang suy nghĩ lời nói này của nhiếp ly có nên tin hay không không biết tiền bối xưng hô thế nào thấy thanh âm kia im lặng một hồi nhiếp ly lại thử dò hỏi thiên nguyên người ngoài gọi ta là thiên nguyên đại đế thanh âm kia trần trừ một lát lúc sau mới trả lời thiên nguyên đại đế Nhiếp lý nghiêm túc kinh ngạc một lời này bật ra, hắn hoàn toàn không thể ngờ, chính mình lại ở tại nơi đây gặp được nhân vật trong truyền thuyết này, không đúng, thiên nguyên đại đế đã chết, người đang cùng hắn nói chuyện, rất có thể vẻn vẹn chỉ là ý niệm còn sót lại của thiên nguyên đại đế mà thôi. Thiên nguyên đại đế, chính là tổ tiên của thiên nguyên thần tộc kẻ bị thánh đế đánh giết. Nếu như ta nói rằng chúng ta có cùng một chung kẻ thù là thánh đế thì sao? Nhiếp ly cười nhạt một tiếng nói, thánh đế, Bên trong ý niệm của thiên nguyên đại đế, bỗng hiện lên một tầng sát ý, người trẻ tuổi, người cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi mới có bay lớn, ngay cả mặt mũi thánh đế cũng không gặp được. Nếu thánh đế muốn giết ngươi, thì không cần dùng đến cả một đầu ngón tay đâu. Thiên nguyên tiền bối chắc cũng biết thời không vừa nói. Nhấp ly cười cười. Thời không? Ngươi là từ thời kỳ thái cổ xuyên thẳng qua thời không mà đến. Không đúng, nếu là cường giả ở thời kỳ thái cổ, ta không thể không biết. Thiên nguyên đại đế có chút nghi hoặc, nếu như ta nói ta là kẻ đến từ cả trăm năm tương lai quay về hiện tại bây giờ thiên nguyên tiền bối có tin ta hay không nhiếp ly lại nói trăm năm tương lai quay lại hiện tại thời gian như sông dài luôn cuồn cuộn trôi về phía trước chưa bao giờ lui về phía sau trừ phi thiên nguyên đại đế lập tức dừng lại thanh âm ý niệm của hắn đã rơi vào trên người nhiếp ly ý niệm của thiên nguyên đại đế tựa hồ muốn xuyên thấu cả người nhiếp ly vậy được rồi ta tin tưởng ngươi là người của trăm năm về sau ngươi nói kẻ thù của ngươi là thánh đế ta cũng tin rồi thiên nguyên đại đế sau khi trầm mặc một lát liền nói bởi vì trên người nhiếp ly có rất nhiều thứ căn bản không phải là cảnh giới trước mắt này có thể có được điều duy nhất có thể giải thích nhiếp ly đúng là người của trăm năm về sau người của trăm năm về sau lòng vụ âm sững sờ mà nhìn nhiếp ly chuyện ly kỳ như vậy làm cho nàng khó có thể tin tưởng ở kiếp trước ta cùng với thánh đế quyết đấu nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của hắn về tới thời điểm còn trẻ ta bắt đầu tu luyện thiên đạo thần quyết đã nhận được rất nhiều loại bảo vật nhưng để phá vỡ vô tận thời không mà thánh đế phong ấn vẫn còn quá khó khăn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải thiên nguyên tiền bối nhiếp ly nói ra nói một chút đê kiếp trước tại sao người bị thua vậy thiên nguyên đại đế trầm giọng nói kiếp trước sau khi thiên thần tổ địa hủy diệt thánh đế phá giải phong ấn dãy ruộng mà ra bắt đầu đô sát cường giả các lộ đã dẫn phát đại diệt vong rất nhiều cường giả ẩn nấp trong các giới vực không còn tham sống sợ chết nữa đồng lòng phản kháng nhưng đều bị thánh đế cưỡng chế chấn áp hoặc là thân tử hồn diệt hoặc là chọn đời làm đô nhiếp ly lại nói thiên nguyên đại đế một mực không biết nói gì nhưng mà nhiếp ly có thể cảm giác được thiên nguyên đại đế rất phẫn nộ thiên nguyên đại đế bị giết, thiên nguyên thần tộc bị toàn bộ phong ấn tại trong vô tận man hoang, đời đời kiếp kiếp trừ phi làm đô, không được bước ra, chuyện ác độc như vậy, thiên nguyên đại đế có thể nào nhịn được sao? Ngươi làm sao có thể đối kháng thánh đế hả? Coi như là tiếp qua trăm năm, ngươi cũng chỉ hơn trăm tuổi mà thôi, có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Thiên nguyên đại đế rút cuộc mở miệng lần nữa. Ta bởi vì đã nhận được một kiện bảo vật có được năng lực nghịch chuyển thời không, cho nên mới có thể có cơ hội đối kháng cùng hắn. Nhấp ly giải thích. Ngươi nói món bảo vật đó, hẳn là thời không yêu linh chi thư a." À. Thiên Nguyên Đại Đế nhíu mày một chút, trầm giọng nói, tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có món bảo vật này mới có được uy lực như vậy. Nhiếp Ly cười cười không nói, xem như chấp nhận. Long Vũ Âm ở một bên lắng nghe, trong đầu một mảnh mơ hồ, nàng nhìn thấy Nhiếp Ly, nhưng nàng càng ngày càng không hiểu nhếp Ly rồi. "Nếu như ngươi đã muốn đối phó thánh đế, vậy ta có thể giúp ngươi." Thiên Nguyên Đại Đế nói tiếp, "nhưng mà ngươi nhất định đáp ứng ta một vài điều kiện." "Điều kiện gì?" Nhếp ly hỏi. Đó chính là dẫn đầu tất cả thiên nguyên thần tộc, rời đi vô tận man hoang, chờ đến khi ngươi chiến thắng thánh đế, thì phải thả tự do cho bọn họ. Thiên nguyên đại đế nói. Việc này không cần thiên nguyên tiền bối nói, ta cũng sẽ làm. Nhếp ly rất là nghiêm túc nói. Vị trí trí tôn, ai không thèm chảy nước miếng, ta tin tưởng ngươi bây giờ có không có bản tâm gian dối, nhưng mà tương lai thì chưa chắc. Ta muốn ngươi phát lời thề, nếu như bất tuân lời thề, sẽ bị thiên đạo nguyền rủa, tu vi không bao giờ tiến thêm được nữa, Thiên Nguyên Đại Đế nhìn Nhiếp Ly, trầm giọng nói, Nhiếp Ly hiểu rõ, Thiên Nguyên Đại Đế đây là gieo xuống tâm ma cho Nhiếp Ly, nếu vi phạm lời thề, cũng sẽ bị tâm ma ảnh hưởng, tu vi không cách nào tăng lên. Ta có thể thế, chờ lúc ta chiến thắng Thánh Đế, liền thả tự do cho Thiên Nguyên thần tộc, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, tu vi chọn đời không được tiến thêm. Nhiếp Ly do tay phải lên đặt lời thề, Long Vũ Âm ở một bên xem, nàng cũng không biết Thánh đế trong miệng Nhiếp Ly và Thiên Nguyên Đại đế là người nào, nhưng mà nàng có thể nghĩ đến, Thánh đế này tuyệt đối là một kẻ cực kỳ cường đại. Tuy rằng không biết thực lực của Thiên Nguyên Đại đế như thế nào, nhưng mà có thể xác định, Thiên Nguyên Đại đế so với bất luận một vị vũ tông nào đều phải cường đại hơn nhiều. Có những lời này của ngươi, ta đã an tâm. Thiên Nguyên Đại Đế cười cười, ta khi còn sống để lại không ít bảo vật, những bảo vật này đối với cường giả cấp đại đế, khả năng vô dụng, nhưng mà đối với các ngươi những thiên chuyển cảnh này, lại có thể giúp tăng lên cực đại tu vi của các ngươi. Bảo tàng cấp cường giả đại đế. Nếu thật sự đạt được bảo vật Thiên Nguyên Đại Đế lưu lại, xác thực có thể nâng cao tốc độ tu luyện của Nhiếp Ly cực nhanh đúng lúc này mặt đất phía trước của nhiếp ly và long vụ âm đột nhiên vỡ ra một cái bàn tròn từ lòng đất chậm rãi nâng lên cái mâm tròn này ước chừng phạm vi vài trăm mét trong đó các loại đồ vật cần thiết đều có ngoại trừ một ít chiến giáp thần binh ra còn có các loại linh dược những vật này chỉ sợ ngay cả cường giả cấp vũ tông cũng chưa bao giờ thấy qua những vật này đều quá cường đại dùng cảnh giới bây giờ của các ngươi nếu là không biết phương pháp căn bản không cách nào sử dụng Thiên Nguyên Đại Đế thở dài một tiếng nói, bất quá những thứ này, đều xem như lễ vật ta tặng cho các ngươi. Cách dùng những vật này, lúc nào có thể dùng, ta nói rõ cho các ngươi biết. Nhếp Ly lại cười ha ha nói, Thiên Nguyên tiền bối đã quá coi thường ta rồi, đừng quên ta là kẻ từ trăm năm sau trở về. Cách dùng những vật này, sẽ không cần Thiên Nguyên tiền bối dạy ta nữa. Thiên Nguyên Đại Đế sừng sốt thoáng một phát, lập tức cười một tiếng nói, đã như vậy, thì cũng giảm bớt đi rất nhiều phiền toái, Nhiếp Ly nhìn những vật trước mắt này, trong nội tâm cuồng hỉ, chọn vẹn mấy trăm quả Vô Tướng thần quả, trên trăm kiện siêu việt chiến giáp thần binh cấp Vũ Tông, còn có các loại thiên tài địa bảo, những vật này thật sự rất hữu dụng. Thực lực của Nhiếp Ly bây giờ không cách nào tăng lên nhanh, nguyên nhân rất lớn là vì thiếu khuyết thiên tài địa bảo, để có nhiều thiên tài địa bảo, dùng đẳng cấp bây giờ của Nhiếp Ly căn bản lấy không được. Bất quá đã nhận được vật lưu lại của Thiên Nguyên Đại Đế, trong thời gian ngắn tiếp theo, hắn tuyệt đối có thể tăng lên thực lực rất nhiều những vật này nên sử dụng như thế nào cho hữu hiệu, nhiếp ly còn phải trở về ngẫm lại, dù sao cấp bậc hiện tại của bọn hắn, còn hoàn toàn không cách nào thừa nhận thiên tài địa bảo có đẳng cấp cao như vậy. Những vật này ta nhận, đa tạ thiên nguyên tiền bối đã thành toàn. Nhiếp ly khẽ cười nói, dùng không gian giới chỉ đem tất cả những bảo vật phía trước đều thu vào. Những vật này, đối với một cường giả cấp đại đế, nhất là một kẻ đã chết, đã hoàn toàn vô dụng, cho nên nhiếp ly hoàn toàn không cần phải khách khí với thiên nguyên đại đế. Dù sao giữa bọn họ đã có thỏa thuận giao dịch cả rồi. Bên ngoài hình như có mấy người đang truy giết các ngươi, chờ bọn chúng đi khỏi ta liền đưa các ngươi ra ngoài. Thiên Nguyên Đại Đế nói, đa tạ Thiên Nguyên tiền bối. Nhấp Ly Cung Kính nói, cùng Thiên Nguyên Đại Đế trò chuyện khơi ra rất nhiều sự tình về Thánh Đế. Thiên Nguyên Đại Đế cơ bản xác định, Nhấp Ly đúng là người sau 100 năm trở lại, quả thật có hy vọng đánh bại được Thánh Đế. Đã bao nhiêu năm Thiên Nguyên Đại Đế đều đang chờ đợi cơ hội báo thù, ngoại trừ chỗ bảo vật này, ở đây ta còn có một văn kiện trí bảo tặng cho ngươi. Thiên nguyên đại đế nói xong, chỉ thấy trên khoảng không xuất hiện một cái bàn tròn, lượn lờ rơi vào tay nhiếp ly. Vạn linh kiếm trận. Nhiếp ly kinh ngạc nói. Không sai, nó chính là vạn linh kiếm trận. Thiên nguyên đại đế gật đầu. Kiếp trước thời điểm quyết đấu thánh đế, rất nhiều cường giả ẩn mình khắp các giới vực còn có một phần chiến binh trí bảo, tất cả đều hiện thân giúp nhiếp ly đối kháng thánh đế, Vạn Linh kiếm trận cũng là một trong số đó, tuy chỉ là một bảo vật dạng văn kiện, nhưng lại khiến năm thủ hạ dưới tay thánh đế mất mạng. Vật đó còn sót lại một tia ý niệm của ta, chịu sự thúc động, dùng năng lực của ngươi không có cách nào thúc dục. Khi nào gặp phải chuyện phiền phức không thể giải quyết, ngươi có thể dùng ý niệm khai thông, ta có thể khởi động vạn linh kiếm trận giúp ngươi, nhưng ngươi phải hiểu, nó cần dành dụng thiên địa tinh hoa mới có thể thi triển uy lực, tuyệt đối không được tùy ý dùng bậy, tốt nhất thời điểm đối mặt với thánh đế hãng sử dụng nó, Thiên nguyên đại đế trịnh trọng nói. Ta hiểu phải dùng nó thế nào, thiên nguyên tiền bối yên tâm. Nhiếp ly chắp tay nói, đem vạn linh kiếm trận thu vào trong vạn lý hà sơn đồ. Vạn linh kiếm trận cần phải hấp thu thiên đạo chi lực mới có thể khởi động, ở trong vạn lý hà sơn đồ vừa vặn là khu vực thiên đạo chi lực nồng đậm nhất, cuồn cuộn không dứt. Uy lực của vạn linh kiếm trận, nhiếp ly đã từng chứng kiến qua, thứ bảo vật này cần một lượng thiên đạo, chi lực rất lớn mới có thể một lần thúc động, sau khi đem vạn linh kiếm trận thu lại, nhếp ly đột nhiên nhớ ra cái gì, nhìn về phía thiên nguyên đại đế nói, ta muốn hỏi một chuyện. Chuyện gì? Không biết thiên nguyên tiền bối có biết người này hay không? Người đó tự xưng là không minh đại đế, đến từ tiểu linh lung thế giới. Nghe được lời nói của nhếp ly, thiên nguyên đại đế trầm mặc hồi lâu, một lát sau nói, người nói không minh đại đế kia, rất có thể là người đó, khoảng mấy trăm năm trước xuất hiện một thiên tài kinh thế tuyệt diễm, ta cũng không biết lai lịch của hắn rất có thể là một vị đại năng chuyển thế thần niệm của hắn từng một lần cùng ta có một ít trao đổi tu vi của hắn khiến cho thánh đế chú ý phái mấy thủ hạ tìm giết hắn hắn cùng ba kẻ thụ hạ thánh đế đại chiến mấy ngày sau đột nhiên mai danh ẩn tích rốt cuộc tìm không thấy đối với không minh đại đế này trong lòng nhiếp ly luôn luôn có nghi ngờ quấy nhiễu ngoại trừ câu chân ngôn kia còn có cái phương pháp đào tạo đệ tử giống như nuôi cổ độc khiến nhiếp ly một mực lo lắng bất kỳ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện địch nhân Người này thiên phú siêu nhiên, chỉ trong thâm niên hai ba trăm năm ngắn ngủi liền có được tu vi kinh người. Nếu hắn thật sự là một vị đại năng chuyển thế, thực lực còn phải cao hơn ta, nguyên bản ta vốn kỳ vọng hắn có thể tháo bỏ phá giải thời không phong ấn của thánh đế, nhưng thật đáng tiếc. Năm tháng vô tận dài đằng đẵng, cả bên trong thời không vô tận cũng lớn dần, người có cơ hội khiêu chiến thánh đế, quả thực không nhiều. Thiên nguyên đại đế thở dài nói. Trong thời gian hai ba trăm năm liền lớn mạnh đến trình độ khiêu chiến thánh đế, Nhiếp Ly nhăn mặt một chút, theo cách nói như vậy không minh đại đế tính là một người, kiếp trước Nhiếp Ly hẳn cũng giống như thế. Hắn và Không Minh Đại Đế đều xuất thân từ Tiểu Linh Lung thế giới, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, ở giữa mình cùng Không Minh Đại Đế hẳn là có một mối liên hệ nào đó. Cho tới nay Nhiếp Ly đều mơ hồ cảm giác thấy, Không Minh Đại Đế này cùng chính bản thân mình có liên quan rất lớn. Chính vì như vậy Nhiếp Ly luôn luôn muốn truy xét tìm lời giải về Không Minh Đại Đế. Nghe được một lời của thiên nguyên đại đế, nhiếp ly càng khẳng định ý nghĩ trong lòng của chính mình. Thiên nguyên đại đế dường như cũng nghĩ đến cái gì, lúc này do hỏi, người cũng là người tới từ tiểu linh lung thế giới. Đúng thế. Nhiếp ly trần trừ một lát, gật đầu nói. Thiên nguyên đại đế lặng đi một chút, lập tức ha ha phá lên cười. Ta hiểu rồi, hồi trước ta luôn luôn có một số việc nghĩ mãi mà không rõ, hiện giờ rốt cuộc tất cả đều rõ ràng rồi. Ha ha. Tiếng cười của thiên nguyên đại đế làm cả hư không chấn động, thanh âm kia tựa như chuông gióng ầm vang, Long Vũ Âm chịu không được bưng kín hai lỗ tai lại, hai má tuyệt mỹ không khỏi có chút tái đi. Thiên Nguyên Đại Đế nói mình hiểu rồi, cuối cùng là hiểu ra cái gì? Thiên Nguyên Tiền Bối hiểu ra điều gì vậy? Nhấp Ly không nhịn được hỏi. Đáp án chuyện này phải do chính ngươi đi vạch trần, thiên địa đại đạo đều có số mệnh, một ngày nào đó chính ngươi sẽ rõ. Thiên Nguyên Đại Đế cười nói, nếu như nói lúc đó, trong thiên địa này có một người có thể cùng Thánh Đế chiến một trận, vậy thì chắc chắn chỉ có ngươi sinh linh vận mệnh vạn vật đều do ngươi nắm giữ thiên nguyên đại đế hiểu rồi nhưng lại không nói khiến nhiếp ly trong lòng băn khoăn trùng điệp trong chuyện này cuối cùng ẩn chứa huyền ảo gì ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một điểm cách ngươi tu luyện thừa kế truyền thừa tất cả đều nằm trên ta thiên nguyên đại đế trịnh trọng nói cho nên ngươi cần tự mình khai quật tiềm lực đem khả năng bạo phát ra tốc độ tu luyện hiện tại của ngươi hiện tại muốn cùng thánh đế đối kháng vẫn còn quá chậm thời gian của ngươi không có nhiều ta chắc chắn đem hết toàn lực Nhiếp Ly trịnh trọng nói, ta không có gì có thể giúp ngươi. Ý niệm Thiên Nguyên Đại Đế đã rơi vào người Long Vũ Âm đứng cạnh Nhiếp Ly, nhưng mà tiểu cô nương này đối với ngươi tình ý thắm thiết, ở bên cạnh có người nguyện vì mình mà chết, thật tình không có nhiều, người tốt hơn nên quý trọng mới phải. Có điều thiên phú của cô ta quá kém, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không giúp được cái gì cho ngươi, ta đây sẽ cho nha đầu này một hồi tạo hóa đi. Chỉ chốc lát sau, ý niệm bên trong thiên địa vô cùng, nháy mắt nổi lên cuồng bạo, tựa như một trận gió bão, Long Vũ Âm vẫn còn ngẩn ngơ, liền cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại theo thần môn trên đỉnh đầu của nàng rót vào, một đường áo ào, ào đi vào trong thân thể, cả người đều tràn ngập sức mạnh dồi dào, toàn thân giống như muốn nổ tung, trên gương mặt tuyệt mỹ kia của Long Vũ Âm toát ra một vẻ thống khổ rất sâu. Nhưng nàng hai hàm răng vẫn cắn chặt kiên trì, nàng có điểm hiểu được ý tứ của Thiên Nguyên Đại Đế, nếu như có một ngày nàng muốn giúp đỡ Nhiếp Ly, đã vậy nhất định phải tiếp nhận thử thách của Thiên Nguyên Đại Đế. Rầm rầm rầm, Long Vũ Âm cảm giác thấy từng luồng lực lượng trong người bùng nổ, cỗ lực lượng này quả thực muốn đem nhục thể của nàng sắp phát nổ bình thường. Không những thân thể nhịn không được, trên người nàng đang mặc bảo khí áp giáp cũng không chịu nổi, trên thân hiện ra một vết dạn, lập tức oanh một tiếng, cả báo khí áo giáp nổ bung ra. Bảo giáp đều chịu không nổi, quần áo lại càng sớm hóa thành cho tàn. Nhiếp Ly nào có thể lường trước sẽ phát sinh chuyện như thế, mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Long Vũ Âm lúc này tựa như cửu thiên thần nữ dáng thế, trên người không còn một mảnh vải, bộ ngực ngạo nghễ đầy đặn, đường cong hoàn mỹ khiến cho người ta khó có thể rời ánh mắt đi. Lực lượng vô cùng cường đại từ thần môn trên đỉnh đầu rót vào cơ thể Long Vũ Âm. Long Vũ Âm cắn răng cố nén đau đớn kịch liệt, cố sức mở to mắt, chứng kiến tình trạng của mình, lại thấy ánh mắt kia của Nhiếp Ly, hai má nhất thời đỏ ửng một mảng, huynh không được nhìn. Nhiếp Ly cười một tiếng, ánh mắt rời đi chỗ khác. Dù sao nhiếp ly coi như sống hai đời người, mặc dù thấy hết của Long Vũ Âm, cũng vẫn bình thản ung dung như thường. Hồi lâu sau, rốt cuộc ý thức Long Vũ Âm thanh tỉnh rất nhiều, khiếp sợ với lực lượng có được trước mắt. Tu vi của nàng xác thực trực tiếp từ thiên chuyển cảnh bước chân vào Long Đạo Cảnh, hơn nữa ít nhất là Long Đạo Cảnh lục trọng trở lên. Trong cơ thể vẫn còn cỗ lực lượng mênh mông mãnh liệt chưa có hấp thu, nếu đem tất cả những lực lượng này sử dụng, phòng chừng tu vi còn có thể tăng lên đến mấy cấp độ, bước vào vũ tông cấp cũng không quá khó, ngoại trừ một thân tu vi bên ngoài, trong đầu của nàng còn hiện ra từng câu chân quyết, đây là pháp quyết tu luyện của thiên nguyên đại đế. Long vụ âm vội vàng lấy y phục mặc lên, hiện ra vẻ xấu hổ không thôi. Ta đem mạng của ngươi cách đến thần mạch đều thay đổi hoàn toàn, sau này tu vi của ngươi sẽ tiến triển cực nhanh. Thiên nguyên đại đế cười cười nói, ta chưa bao giờ thu nhận đệ tử, xem như ngươi là đệ tử nhập môn đầu tiên của ta đi thiên nguyên đại đế dạng cường giả cấp bậc này sớm đã khám phá thế sự hồng trần đương nhiên sẽ không để ý hơn nữa ông ta chỉ còn sót lại là một tia ý niệm mà thôi long vũ âm hai gò má ửng hồng nhìn thoáng qua nhiếp ly vừa mới rồi nhiếp ly đã nhìn thấy hết của nàng nhưng nàng mặc kệ dù sao chuyện này nhiếp ly cũng phải chịu trách nhiệm nhiếp ly xoay đầu lại chứng kiến vẻ mặt thẹn thùng kia của long vũ âm trong đầu không khỏi hiện ra từng hình ảnh vừa rồi không thể không nói dáng người long vũ âm không thể chê được cực kỳ gợi cảm qua vài năm sau, đoán chừng tuyệt đối không thua kém mẹ nàng. Thời khắc này Long Vũ Âm đã mặc vào một bộ y phục màu trắng nhạt, lại thêm thần thái e lệ rụt rè, cùng với mấy phần thẹn thùng động lòng người. Nhiếp Ly còn cho là mình hoa mắt, phía trước là Long Vũ Âm nữ nhân bạo ngược đây sao? Khụ khụ. Nhiếp Ly ho khan một tiếng, quay về hư không hơi chắp tay nói, "Đa Tạ Thiên Nguyên tiền bối, ta ơn sư phụ." Long Vũ Âm cũng cảm kích nói, dù sao Thiên Nguyên đại đế đúng thật đã giúp nàng, khiến tu vi của nàng tăng lên đến trình độ kinh người như thế, thiên nguyên đại đế ha ha cười sang sảng một tiếng nói việc ta có thể làm cũng có như thế về phần sự tình sau này liền phải xem ở chính các ngươi rồi nếu thánh đế sống lại toàn bộ thời không đều bị luyện hóa bất kể là nhân tộc hay yêu tộc đều tiêu thành cho bụi mọi người xong đời vì vậy đánh bại thánh đế là việc nhất định phải làm mấy kẻ kia đi rồi ta tiễn các ngươi rời khỏi đây vạn linh kiếm trận của ta cũng là truyền thừa trí bảo của thiên nguyên thần tộc thấy vật như thấy người nếu đám tiểu tử phá phách không nghe lời, chỉ cần triệu ra vạn linh kiếm trận, bọn chúng liền ngoan ngoãn biết điều ngay. Thiên nguyên đại đế cười nói, chỉ thấy một cỗ lực lượng đem nhấp ly cùng long vũ âm đều cuốn bay ra ngoài. Thanh âm của thiên nguyên đại đế xa xa vọng đến, tiểu tử, ta chờ đến ngày ngươi đánh bại thánh đế, đừng làm cho ta thất vọng. Thanh âm thiên nguyên đại đế tiêu tàn vào hư vô. Thời điểm long vũ âm cùng nhấp ly mở mắt liền đã ra bên ngoài, Nhớ tới hai vị trưởng bối vì yểm trợ chính mình chạy trốn mà hy sinh, trên mặt Long Vũ Âm lại hiện ra thần sắc bi thương. Chứng kiến vẻ mặt Long Vũ Âm, nhấp Ly liền hiểu, nghĩ qua một lát nói, hai vị trưởng bối kia của cô chết ở đâu, dẫn ta qua đó. Có lẽ ta có một ít hy vọng có thể khiến bọn họ sống lại, trước tiên đem tàn hồn của họ thu vào hồn kính của ta, đợi tu vi đột phá vũ tông, đạt tới thần cảnh liền có thể đem mấy người họ sống lại. Thật sao? Long vũ âm mờ to hai mắt thời điểm trước kia nàng vốn không hề tin trên thế gian này có cường giả thần cảnh tồn tại nhưng về sau đụng phải thiên nguyên đại đế nàng liền tin một cường giả vũ tông cảnh liền có được thực lực như vậy đạt tới thần cảnh cấp bậc đến tột cùng có thể đạt tới cảnh giới khó có thể tưởng tượng cỡ nào nhiếp ly theo long vũ âm bay vút tìm được thi thể hai vị tiền bối hắn mang hồn kính cầm lên vèo vèo hai sợi tàn hồn bị thu thập vào trong hồn kính quan sát hồn kính trong tay ngoại trừ hai sợi tàn hồn bên ngoài còn có tàn hồn của diệp tông không biết khi nào mới có thể đem bọn họ sống lại nhiếp ly có phần nắm chặt tay thực lực của hắn vẫn còn chưa đủ cảm ơn huynh nhiếp ly long vụ âm nhìn thấy hai sợi tàn hồn tiến vào trong hồn kính hai mắt mông lung đẫm lệ nhào vào lòng nhiếp ly hai trái ngọc phong đè trước ngực một cỗ hương thơm thiếu nữ truyền vào trong mũi nhiếp ly lặng đi một chút lấy tay vỗ vỗ bà vai long vụ âm hồi lâu sau nhiếp ly cười khổ nói xong chưa Ta sắp bị cô ép cho không thở nổi rồi. Nghe được lời này của Nhiếp Ly, khuôn mặt Long Vũ Âm thoáng đỏ một phát, nàng nhanh chóng buông Nhiếp Ly ra, dậm chân thẳng người lao vút đi. "Này, đại tiểu thư, cô chạy nhanh như vậy ta đuổi không kịp. Cô chẳng lẽ không biết tu vi hiện tại so với ta cao hơn nhiều sao?" Nhiếp Ly một bên không nhanh không chậm thả người bay lên gọi theo. Long Vũ Âm cước bộ hơi chậm lại. Hai đạo hồng ảnh bay vút đi, biến mất phía cuối chân trời. Thiên Linh Viện Tin tức Long Vũ Âm cùng Nhiếp Ly về tới Thiên Linh Viện rất nhanh truyền ra, không chỉ có người của Yêu Minh, Thiên Hành Minh cùng Âm Minh biết, đám người Long Thiên Minh bên kia cũng biết. Một trận bão táp còn lớn hơn lần nữa đang nổi lên. Ngay lúc này, một nơi trong sơn cốc Thiên Linh Viện, hai má tuyệt mỹ của Ứng Nguyệt như giấu bên trong áo choàng, nàng ngồi trước một trận pháp, ngón tay không ngừng bóp chặt, ánh mắt dừng ở phía trước, khẽ thở dài, gần đến lúc rồi, còn muốn gặp lại hắn hay không đây? Thôi đi, gặp lại không bằng không gặp, dù sao lúc trước phát sinh những chuyện kia, đều là chuyện của kiếp trước. Ứng nguyệt như vẫn không thể thoáng cái tiếp nhận một người xa lạ, đột nhiên bước chân vào thế giới của nàng đã trở thành đệ tử của nàng. Tất cả đều là chuyện của kiếp trước xảy ra, lại rõ mồn một trước mắt, cực kỳ chân thật. Ngươi lập tức phải đạt tới thiên chuyển cảnh, thánh đế rất nhanh sẽ tìm đến cửa, nếu ta không đi, cả vũ thần tông cũng khó trốn được vận hạn. Ứng nguyệt như ngóng nhìn phía trước, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Diệp Tử Vân, Tiêu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, Lục Phiếu nếu ta biết các ngươi mỗi người một vận mệnh, không bằng chỉ điểm cho các ngươi một phen, xem như là một chút giúp đỡ sau cùng dành cho các ngươi. Ứng Nguyệt Như vèo một tiếng, tựa như một luồng khói nhẹ, tiêu biến vào hư không, giống như người này chưa từng xuất hiện qua. Ứng Nguyệt Như từ trước đến nay sống đơn độc, nếu không có ai đến, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài kế tiếp sẽ không biết được Ứng Nguyệt Như đã rời đi. Liên tiếp vài ngày đi qua, Nhiếp Ly cùng đám người Lục Phiêu, Cố Bối, Lý Hành Vân cùng nhau khua chiến gõ mõ mà bố trí, đám người Cố Hằng, Long Thiên Minh ép sát như vậy, càng không ngừng truy sát người của Yêu Minh, Thiên Hành Minh cùng với Âm Minh, bọn họ bên này làm sao có thể không phản kích. Một chỗ trong phòng biệt viện, đám người Long Vũ Âm, Cố Bối, Lý Hành Vân tụ họp chung một chỗ. "Nhiếp Ly, ngươi đang làm cái gì vậy?" Lục Phiêu không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Mấy ngày nay Niếp Ly góp nhặt đủ mấy trăm loại dược thảo, còn có một cái đan đỉnh lớn, như là chuẩn bị luyện chế chút gì. Niếp Ly cười thần bí nói, ta chuẩn bị luyện chế một loại đan dược, các ngươi rất nhanh thì sẽ biết hiệu quả của nó. Hé hé, đan dược, đan dược gì? Đám người cô bối, Lý Hành Vân cũng cũng không khỏi hiện ra thần sắc tò mò, Long Vũ Âm cũng là trừng mắt nhìn, rất là hiếu kỳ, đoạn thời gian gần đây đã biết thân phận của Niếp Ly, nàng đúng là dầu dĩ thật lâu, thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nàng cũng liền bình thường trở lại. Mặc kệ Niếp Ly là người trăm năm đời sau hoặc là thế nào, đây chẳng qua là quá khứ của Niếp Ly, nàng thích Niếp Ly bây giờ, như vậy là đủ rồi. Niếp Ly xuất ra một quả vô tương thần quả, sau đó lấy ra một quả hàn thiết thần châm, từ bên trong vô tương thần quả lấy ra như vậy một chút công quả, sau đó để vào bên trong một cái bình, trong bình này chứa vô căn thủy các ngươi trước tiên đem cái bình này diêu quân sau đó chia đều trong một trăm bình khác lần thứ hai diêu quân sau đó từ đó xuất ra một cái bình lại chia ra trong một trăm cái bình khác nữa nhiếp ly một bên thu thập các dược thảo khác vừa nói nghe được lời của nhiếp ly đám người lý hành vân hiểu ý tứ nhiếp ly nhiếp ly đây là muốn đem tinh hoa giữa công quả pha loãng đến trong một vạn cái bình đây là cái gì linh dược a dù cho nó là tiên đan thần dược pha loãng gấp một vạn lần chỉ sợ cũng không có hiệu quả gì Lục phiêu không khỏi nghi ngờ nói. Đúng vậy, đây chính là pha loãng gấp một vạn lần. Cố bối cũng không cố kỵ nói. Nhiếp ly cũng là cười cười, nói, các người chưa từng thấy qua vô tương thần quả, không biết công dụng của nó, cho nên mới nói như thế. Vô tương thần quả. Quả thực không có nghe nói qua. Lý Hành Vân cũng là ngẩn người, không biết vô tương thần quả là linh đan rượu dược gì, pha loãng gấp một vạn lần còn có thể có tác dụng sao. Vô tương thần quả này, đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ là dùng bốn chữ linh đan rượu dược cũng không cách nào hình dung. Ta vừa mới dùng hàn thiết thần châm lấy ra một chút như vậy, nếu là để một cái võ tông ăn vào, vậy võ tông kia trong nháy mắt sẽ chỉ là bạo thể mà vong, bởi vì không cách nào tiếp nhận dược lực khổng lồ của vô tương thần quả. Nhiếp ly cười tùm tìm nói, a à đù, lợi hại như vậy, không phải là chém gió chớ. Đám người lý hành vân toàn bộ đều biến sắc. Võ tông cấp đó là tồn tại cường đại dường nào, ăn một chút như vậy. Một cường giả cấp võ tông cũng phải bạo thể mà vong, đây quả thực quá kinh người. Ta lúc nào đã nói láo chứ? Nhiếp ly cười nói, vô tương thần quả này thế nhưng thiên nguyên đại đế cất giấu, dược lực của nó cũng không phải là một cái võ tông có thể tưởng tượng. Dù cho pha loãng gấp một vạn lần, với dược lực mãnh liệt của nó, cũng không phải chúng ta có thể thừa nhận, pha loãng gấp một vạn lần sau đó, chúng ta uống vào một giọt, cũng phải bạo thể mà vong. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào nè? Lý Hành Vân hỏi trong lòng không khỏi khiếp sợ. Ta chuẩn bị đem chất thuốc pha loãng gấp một vạn lần sau, lại dùng mấy chục loại thủ đoạn, đem dược tính của nó hỏa hoãn, sau đó luyện chế thành đan dược. Nhiếp Ly giải thích, đến lúc đó đan dược này luyện chế ra được, dược hiệu của nó sẽ là phi thường kinh người. Không biết đan dược này có thể trợ giúp chúng ta đạt được thiên chuyển cảnh đỉnh phong hay không? Đừng nói thiên chuyển cảnh đỉnh phong, dù cho đột phá đến long đạo cảnh cũng là hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Nhiếp Ly nói rất là tự tin. Long đạo cảnh, mọi người mở to hai mắt, đột phá đến Long Đạo Cảnh, lại há là chuyện đơn giản như vậy? Vậy có thể hay không trợ giúp ta đột phá đến Long Đạo Cảnh đỉnh phong? Chúng ta lòng ấn thế gia lập tức liền phải chọn người kế nhiệm gia tộc. Ta nếu là có thể đột phá đến Long Đạo Cảnh đỉnh phong, liền có 10 phần nắm chặt, dù cho gia chủ cũng không thể ngăn cản ta. Long Vũ Âm suy nghĩ một chút nói, đối với thực lực Long Vũ Âm tăng lên, đám người Lý Hành Vân phi thường khiếp sợ. Long Vũ Âm mới bao lâu, hôm nay Tu Vi đã là xa xa bọn hắn khó có thể sánh bằng thật không biết Long Vũ Âm là tu luyện thế nào. Một viên có thể thiếu, nhưng hai khối tuyệt đối được rồi. Niếp Ly suy nghĩ một chút, nói, đan dược này đủ để khiến các ngươi thân thể thoát thai hoán cốt. Bất quá hấp thu một viên thuốc, ít nhất phải tiêu hết thời gian ba ngày trở lên. Nghe được Niếp Ly khẳng định trả lời, Lý Hành Vân, cố bối cùng lục phiêu tất cả đều ngây người. Dược lực mạnh mẽ như vậy sao? Cùng Long Đạo Cảnh so sánh, ba ngày được xem là thời gian sao? Một người từ thiên chuyển cảnh tu luyện tới Long Đạo Cảnh, hở ra là, mấy năm thậm chí vài thập niên, đan dược này cũng quá nghịch thiên sao. Theo Niếp Ly, cũng rất là bình thường, tại trong mắt thiên nguyên đại đế loại nhân vật đó, long đạo cảnh cường giả căn bản là con kiến hôi bình thường tồn tại, ba ngày đột phá lại có cái gì ghê gớm lắm à. Phải biết rằng, thứ bọn họ bây giờ có được, là vô tương thần quả thần cấp cường giả mới có thể có. Một quả vô tương thần quả giá trị, chỉ sợ ngay cả toàn bộ vũ thần tông đều so ra kém bình thường võ tông cấp cường giả, dù cho bản thân có vô tương thần quả cũng không biết dùng như thế nào, thế nhưng Niếp Ly lại biết. Mấy ngày kế tiếp, Niếp Ly bắt đầu điên cuồng mà luyện chế đan dược, có cặn kẽ chế tác bước đi rồi, luyện chế đan dược cũng không là cái gì chuyện khó. Đại khái hơn 10 ngày sau, Niếp Ly liền luyện chế ra hơn 500 viên thuốc. Nhìn từng viên đan dược lóng lánh trong sáng, giống ngọc làm ra vậy, Niếp Ly không khỏi toát ra nụ cười vui mừng, có những đan dược này rồi, thật là như hổ thêm cánh, phải cảm ơn thiên nguyên tiền bối nhiều, nếu là không có vô tương thần quả của thiên nguyên tiền bối, hắn dù cho biết phương pháp luyện chế, cũng là không bột đố gột nên hồ. Nhiếp ly từ trong vạn lý Hà Sơn đồ xuất ra mấy cái thiên nguyên thần tộc cường giả, phát cho những thiên nguyên thần tộc cường giả này không sai biệt lắm hơn 100 viên thuốc, cho Diệp Tử Vân, Ngưng Nhi, Đỗ Trạch bọn họ đưa qua, những đan dược này tuyệt đối có thể cho tu vi của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Đan dược này, chính là cái kia thần đan theo lời ngươi nói. Lục phiêu cầm một viên thuốc trong đó quan sát, Biết Niếp Ly đang luyện chế loại này cường lực thần đan, bọn họ sớm liền không nhịn được, thường trực liên tục khi biết thần đan này ra lò, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử một phen. Người có thể ăn thử một lần. Khóe miệng Niếp Ly khẽ mỉm cười nói. Lục phiêu nhìn thần đan, hắn có một loại cảm giác, Niếp Ly nói tuyệt đối sẽ không giả. Trước đây thời điểm bọn họ còn đang ở Quang Huy Chi Thành, Niếp Ly đã cung cấp cho bọn hắn công pháp cường đại như vậy, hắn đối với lời của Niếp Ly hầu như tin tưởng không nghi ngờ. Lục phiêu há mồm đem viên thuốc này nuốt xuống, liền cảm giác được một cổ hỏa diễm kinh khủng tại trong đan điền thiêu đốt. Dòng hỏa diễm này quả thực muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn vậy, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đơn giản là hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Kinh khủng dược lực không ngừng vọt vào trong biển sâu linh hồn, hầu như muốn đem linh hồn hài phồng lên, xé rách giống nhau, trước đây dù ăn bất luận một loại đan dược nào, cũng không có kinh khủng như loại đan dược này. Lục Phiêu quá sợ hãi, nếu như dược lực này phá vỡ linh hồn hải của hắn, hắn liền xong đời, mạng cũng bị mất, tu vi tăng lên có ích lợi gì? Bất quá rất nhanh, cổ dược lực này không ngừng tư dưỡng linh hồn hải của Lục Phiêu, khiến Lục Phiêu linh hồn hải không ngừng được chữa trị. Đan dược này, ngoại trừ dược lực kinh khủng ra, lại còn có tác dụng tầm bổ linh hồn hải. Lục phiêu chấn kinh rồi, hắn cảm giác tự thân tu vi liên tục kéo lên, đột phá tới thiên chuyển cảnh, ngay sau đó thiên chuyển nhất trọng, thiên chuyển nhị trọng, thẳng đến thiên chuyển ngũ trọng mới dừng lại. Ông trời của ta ơi, đây tột cùng là cái đan dược nghịch thiên gì vậy? Công hiệu không khỏi cũng quá kinh khủng rồi. Một viên thuốc đã tăng lên nhiều như vậy, nếu như ăn thêm mấy viên, vậy sẽ thế nào? Bên cạnh, đám người Lý Hành Vân, cố bối khiếp sợ nhìn lục phiêu, bọn họ nuốt nước bọt một cái ực, thực sự quá kinh khủng bọn họ có thể rõ ràng mà cảm giác được tu vi lục phiêu tăng lên, lúc này mới bao lâu, mới một viên nho nhỏ đan dược như vậy mà thôi. Nhiếp ly khẽ mỉm cười, lục phiêu biến hóa tại trong dữ liệu của hắn. Đây chính là vô tương thần quả do cường giả cấp đại đế lưu lại chế thành đan dược. Đối với bọn họ cấp bậc trước mặt này mà nói, không khác nào siêu cấp tiên dược. Nhiếp ly, nhanh lên, cho ta một viên. Lý Hành Vân có chút không kịp chờ đợi nói. Vũ thần tông bên trong bất cứ người nào, thấy tốc độ lục phiếu tu vi tăng lên, sợ rằng điều có thể nhịn không được. Nhếp Ly đem đan dược đã luyện chế tốt phân cho mọi người, sau đó đi vào trong vạn lý hà sơn đổ, cũng đem đan dược phân cho đông đảo thiên nguyên thần tộc các cường giả. Mọi người bắt được đan dược sau đó, cũng bắt đầu chuyên tâm mà tu luyện. Liên tiếp hơn một tháng, người của yêu minh, thiên hành minh cùng âm minh đều đứng ở trong thiên linh viện, chưa từng đi ra ngoài, mặc cho thủ hạ của cố hằng la mắng làm sao, bọn họ cũng không có đi ra ngoài. Yêu Minh, Thiên Hành Minh, Âm Minh thành viên trung tâm giống như là biến mất bình thường giống nhau. Bởi vì hồi lâu không có nhìn thấy thành viên trung tâm, thành viên vòng ngoài nhân tâm di động, có rất nhiều người rời đi Yêu Minh, Thiên Hành Minh cùng Âm Minh, thậm chí trở thành thủ hạ của Cố Hằng, trong Thiên Linh viện một chỗ biệt viện. Hà Nguyên, chúng ta làm như vậy là không phải là không quá phúc hậu, một người yếu đuối mà nói, người nói chuyện này là một thanh niên 26-27 tuổi thon gầy, mặc một thân áo tơ màu trắng bên cạnh là hán tử hà nguyên mặt thẹo cười lạnh một tiếng, không phúc hậu. Trước đây chúng ta gia nhập yêu minh là vì cái gì? Còn chưa phải là xem yêu minh có tiềm lực, hơn nữa điều kiện so sánh tương đối ưu đãi. Hiện tại thế nào? Người xem một chút yêu minh, yêu minh bên trong thành viên trung tâm cũng không biết đi nơi nào, đoán chừng là làm rùa đen rút đầu trốn đi, chúng ta đây còn ở tại chỗ này làm cái gì? Nhưng là chúng ta rời đi còn chưa tính, còn dẫn theo hơn 200 huynh đệ, Ha ha, người thường đi chỗ cao, nước chảy đi chỗ thấp, yêu minh mắt thấy liền sắp không được rồi, Cố Hằng đưa ra điều kiện cũng không sai, chúng ta mang theo một phần huynh đệ, đang muốn có thể cùng Cố Hằng nói điều kiện, nếu mà chỉ là chúng ta hai kẻ đi, Cố Hằng hắn sẽ để ý chúng ta sao? Hà Nguyên bĩu môi một cái nói, từ khi Yêu Minh thành viên trung tâm ẩn cư, thành viên vòng ngoài nhân tâm di động, tại dưới Hà Nguyên huy động, có hơn 200 người nguyện ý cùng Hà Nguyên rời đi đối với kẻ phản bội yêu minh cố hằng tự nhiên là cam tâm tình nguyện tiếp nhận hơn nữa khai xuất điều kiện rất ưu đãi thanh niên thon gầy suy nghĩ một chút khẽ cắn môi nói tốt lắm nếu đứng ở yêu minh không có tiền đồ chúng ta đây liền đi thôi ngoại trừ mấy trăm người trở thành cố hằng thủ hạ còn có đạt hơn hơn một nghìn người rời đi trong khoảng thời gian này, Nhiếp Ly vẫn đang chú ý Yêu Minh, thành viên trung tâm trong Yêu Minh đáng giá tín nhiệm, Nhiếp Ly đều đã cung cấp đan dược về phần thành viên vòng ngoài, Nhiếp Ly còn đang quan sát số muốn đầu nhập vào Cố Hằng, muốn rời khỏi Yêu Minh, Nhiếp Ly hoàn toàn không có ngăn cản, mặc cho chúng rời đi. Mặc dù có rất nhiều người rời đi, nhưng vẫn là có rất nhiều người lưu lại. Đi qua phen này dung chuyển, tin tưởng những người lưu lại, tuyệt đại bộ phân đều là đáng giá bồi dưỡng, Nhiếp Ly vẫn đang âm thầm chỉnh đốn lấy, đem yêu minh gian tế cũng đều từng cái một dọn dẹp đi ra, về phần thành viên có thể tin tưởng, đều đơn độc tìm đến, bí mật tiến hành bồi dưỡng. Thiên Linh viện vẫn dò em sóng lặng, yêu minh, thiên hành minh, âm minh hành quân lặng lẽ sau đó, Cố Hằng càng mừng hơn, trắng trợn chiều binh mãi mã, càng là phát ngôn bừa bãi, muốn đoạt lại Cố Bối đệ nhất thuận vị người thừa kế vị, mà Thương Viêm Thế gia Lý Ngự Phong cũng đối với bên ngoài tuyên bố, lập tức liền lấy đại lý Thương Viêm Thế gia gia, gia chủ vị, về phần Long Thiên Minh, tuy rằng không có động tĩnh gì, nhưng nghe nói đang vì Vũ Thần Tông đại lý tông chủ mà hoạt động. Cường giả thế hệ trước đều muốn ân cư phía sau màn chuyên tâm tu luyện, tăng cường Vũ Thần Tông nội tình, về phần các sự tình vụn vặt, tự nhiên không muốn quản nhiều, sẽ giao cho những người trẻ tuổi kia xử lý. Nhiếp Ly vẫn đang không ngừng tăng lên tu vi, sau đó quan sát đến Vũ Thần Tông biến hóa, mặc cho thay đổi bất ngờ, chỉ cần thực lực của tự thân yêu minh tăng cường, đều không là vấn đề ngoại trừ mỗi ngày tu luyện ra, nhiếp ly còn thường thường mà đi tới vũ thần tông thiên vân điện, cùng thiên vân thần tôn giao lưu ý nghĩ, thiên vân thần tôn đã phi thường tín nhiệm nhiếp ly, vũ thần tông thiên vân điện. Nhiếp ly, người nói người muốn cạnh tranh vũ thần tông đại lý tông chủ vị. Thiên vân thần tôn hơi sững sờ, hỏi. Đúng vậy. Nhiếp ly kiên định nói, hôm nay yêu thần tông sát sao ép sát, nếu để cho Long Thiên Minh nắm quyền, chỉ sợ vũ thần tông sẽ rơi vào trong nguy cơ lớn hơn, cho nên ta phải đứng ra cạnh tranh vũ thần tông đại lý tông chủ vị, Thế nhưng, ngươi căn bản không có phần thắng. Ngươi ở đây Vũ Thần Tông căn cơ quá cạn, thậm chí có rất nhiều Vũ Thần Tông đệ tử cũng không biết ngươi là ai, ngươi thế nào cạnh tranh Đại Lý Tông chủ vị? Tuy rằng ngươi là đệ tử của ta, ta cũng nguyện ý hỗ trợ ngươi, thế nhưng Vũ Thần Tông lớn như vậy, chỉ là có ta hỗ trợ là tuyệt đối không đủ." Thiên Vân Thần Tôn cười lắc đầu nói, "Nhấp ly cái ý nghĩ này, thực sự quá kỳ lạ, ta biết lòng ngươi có kế hoạch lớn, hơn nữa Thiên Phú Trác Tuyệt, thế nhưng Vũ Thần Tông Đại Lý Tông chủ vị, còn quá khó khăn." nếu là do ta đến chấp trưởng Vũ Thần Tông, Vũ Thần Tông nhất định sẽ nghênh đón huy hoàng hoàn toàn mới, ta chỉ muốn biết sư tôn có kiên định hỗ trợ ta hay không. Nhiếp Ly nhìn về phía Thiên Vân Thần Tôn hỏi, phòng chừng mấy ngày Thiên Vân Thần Tôn, đối với năng lực của hắn cũng còn có nghi ngờ sao? Thiên Vân Thần Tôn trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn có chút kinh ngạc, Nhiếp Ly định liệu trước bộ dạng như vậy, chẳng lẽ thật sự có khả năng Thiên Vân Thần Tôn lẳng lặng ngồi ghế trên, trầm mặc chỉ chốc lát nói, sợ rằng ngay cả ta cũng không có thể kiên định hỗ trợ ngươi, mấy vị khác thần tôn, sợ rằng càng không thể. Chỉ cần sư tôn hỗ trợ ta, ta liền nắm chắc, Nhiếp Ly kiên định nói. Chỉ có ta hỗ trợ ngươi, đó là không đủ, trừ phi ngươi có thể chứng minh, ngươi quả thật có năng lực mang Vũ Thần Tông đi tới huy hoàng, Thiên Vân Thần Tôn trầm mặc nói ta sẽ hướng sư tôn chứng minh bản thân ta có năng lực như vậy, thế nhưng vẫn xin sư tôn hỗ trợ. Nhếp ly nói, từ phẩm tính mà nói, ta càng xem trọng ngươi, ngươi so với Long thiên minh thì tốt hơn nhiều, bất quá từ đồ bắc viêm đứa bé kia cũng không sai. Thiên vân thần tôn suy nghĩ một chút, từ đồ bắc viêm là hài tử của tống chủ, chỉ tiếc là hắn quyết tâm giành thắng lợi cũng không được mãnh liệt như vậy. Từ đồ bắc viêm, nhiếp ly tự hồ nghe qua một phần kiếp trước tư đồ bắc viêm bị người ấm toán chẳng biết tại sao chết bất đắc kỳ tử về sau long thiên minh nắm quyền tất cả điều này cảm giác như là tư đồ bắc viêm làm nếu kiếp trước tư đồ bắc viêm không có thắng nổi long thiên minh đời này để cho hắn lên làm vũ thần tông tông chủ chỉ sợ cũng không phải là chuyện gì tốt đây là đan dược ta vì sư tôn luyện chế ra ăn viên thuốc này ta tin tưởng sư tôn liền sẽ hiểu ý nghĩ của ta ta có thể giúp vũ thần tông đạt được huy hoàng mà năm đó không có được nhấp ly nói rất là tự tin cung cung kính kính đem đan dược đưa cho thiên vân thần tôn thiên vân thần tôn tiếp nhận đan dược ánh mắt rơi vào trên viên đan dược bỗng lóe lên một vẻ kinh ngạc hắn cảm thấy kinh khủng dược lực trên viên đan dược này há mồm đem viên thuốc này nuốt xuống chỉ cảm thấy một cổ dược lực dâng trào vô cùng theo ít hầu cuộn trào mãnh liệt xuống thiên vân thần tôn cảm giác thân thể của chính mình giống như là hòa diễm thiêu đốt thiên vân thần tôn đã là cường giả cấp võ tông dưới tình hình chung đan dược thông thường cho hắn ăn cơ bản không có một chút hiệu quả trừ phi là thần dược nghìn vạn năm thế nhưng những thần dược kia cũng không phải dễ tìm như vậy có ít nhất vài thập niên thiên vân thần tôn đã không có ăn được bất luận đan dược gì trợ giúp đối với tu vi của hắn bởi vì tu vi nội tình của hắn quá mạnh mẽ thế nhưng diệp tinh ăn xong viên thuốc này mặt trên ẩn chứa dâng trào dược lực dĩ nhiên so với lực lượng hắn tự thân tu luyện ra được còn phải cường đại hơn nhiều Năm năm, thiên vân thần tôn Tu Vi đều dừng lại tại võ tông tam trọng cảnh trì trệ không tiến, hôm nay ăn viên thuốc này, Tu Vi đúng là điên cuồng tăng lên. Trong nháy mắt đột phá tới võ tông tứ trọng cảnh, hơn nữa còn không có dừng lại. Đây tột cùng là cái thần dược gì, dược lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Quyết định vũ thần tông địa vị, cũng không phải những đệ tử bình thường kia Tu Vi thực lực, mà là năm vị trùng của vũ thần tông, trong năm vị này. Tu vi mạnh nhất là võ tông ngũ trọng cảnh, yếu nhất là võ tông nhất trọng cảnh, năm cấp võ tông cường giả, là đỉnh cấp lực lượng của cả Vũ Thần Tông. Năm vị cường giả cấp Võ Tông khỏe mạnh, Vũ Thần Tông cũng sẽ không suy nhược. Nhưng nếu là năm vị cấp Võ Tông cường giả xảy ra vấn đề, vậy Vũ Thần Tông sẽ chỉ là ầm ầm đồ nát tựa như kiếp trước. Năm vị cường giả cấp Võ Tông có thể phải mấy năm thậm chí hơn 10 năm, tu vi mới có thể có chút tăng lên, tới rồi bọn họ cảnh giới này, muốn tăng lên tu vi đã không phải là thuần túy tu luyện là được rồi, còn cần một phần cơ duyên. Võ Tông mỗi khi đột phá nhất trọng Thọ mệnh là có thể kéo dài vài chục năm, Thiên Vân Thần Tôn sống lâu như vậy, đã càng ngày càng lực bất tòng tâm, cảm giác tiếp qua vài thập niên, rất khả năng sẽ chỉ là đi tới đầu cùng sinh mạng, thế nhưng hiện tại, một viên thuốc của Nhiếp Ly, đúng là để cho Thiên Vân Thần Tôn trực tiếp đột phá tới tứ trọng thiên cảnh giới. Đây là không phải chuyện đùa. Sau một lát, Thiên Vân Thần Tôn đột nhiên mở mắt, trong con ngươi thần quang nổ bắn ra. Không nghĩ tới một viên đan dược nhỏ nhỏ, dược lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Thiên Vân Thần Tôn không khỏi cảm thán một tiếng nói, "Nhiếp Ly, nếu ăn ngươi một viên thuốc, nhận ân tình của ngươi, vi sư nhất định sẽ giúp ngươi tận lực chu toàn việc này." Sư Tôn nói quá lời, đệ tử có thứ tốt, hiếu kính sư phụ hẳn là nên. Nhiếp Ly mỉm cười nói, hắn đối với phẩm cách Thiên Vân Thần Tôn vẫn có hiểu một chút, mời Thiên Vân Thần Tôn hỗ trợ, tuyệt đối là một món chuyện chính xác phi thường. Thiên Vân Thần Tôn trầm mặc hồi lâu, không nghĩ tới Nhiếp Ly lại có đan dược thần kỳ như vậy, nếu là đan dược này có cái năm sáu tấm, sẽ khiến vũ thần tông nghênh đón một huy hoàng hoàn toàn mới. Thuốc này, ngoại trừ trực tiếp giúp hắn tấn cấp ra, có rất nhiều còn dự trữ ở tại linh hồn hải, phòng trừng hắn còn phải đi về bế quan mấy tháng, mới có thể tiêu hóa dược lực này. Một quả đan dược như vậy, đủ để làm hắn tấn cấp đến võ tông ngũ trọng thiên, thậm chí lục trọng thiên cảnh giới. Thần kỳ đan dược nhất định phi thường hy hữu, muốn muốn xuất ra năm sáu tấm, quá trở ngại. Hơn nữa làm sư tôn, nếu là hướng Nhiếp Ly đòi đan dược, chẳng phải là quá mất mặt, Thiên Vân thần tôn là tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Ta chỗ này còn có một chút loại đan dược này, trong một lọ này có hơn 30 viên thuốc, còn xin sư tôn giúp ta hoạt động một chút, tận khả năng mà thuyết phục tông chủ và mấy vị trùng khác, đem Vũ thần tông tông chủ vị giao cho ta, ta nhất định đem hết toàn lực, cúc cung tận tụy, đem Vũ thần tông mang tới một thời kỳ huy hoàng, tin tưởng sư tôn hiện tại hẳn là có thể xác nhận ta có năng lực như thế. Nhiếp Ly đem một lọ đan dược đưa cho Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn khó có thể tin nhìn bình đan dược trong tay Nhiếp Ly, trong con người toát ra vẻ khiếp sợ sâu đậm. Đây quả thực quá kinh người. Loại đan dược này, nếu là có cái năm sáu tấm, cũng đã phi thường kinh người, Nhiếp Ly chỉ một cái lấy ra một lọ, đủ hơn 30 tấm. Hơn 30 viên thuốc, đây là khái niệm gì? Thiên Vân Thần Tôn hô hấp đều dồn dập, hắn là một người cực kỳ ổn trọng, nhưng hắn hiểu rõ, hơn 30 viên thuốc này ý vị như thế nào hắn cũng không phải tham luyến đan dược này, mà là, hắn hiểu rõ những đan dược này, sẽ đối với vũ thần tông tạo thành ảnh hưởng lớn bực nào. Nhếp ly, người biết hơn 30 viên thuốc này đại biểu cho cái gì không? Người thực sự nguyện ý đem cống hiến cho vũ thần tông. Thiên vân thần tôn hít sâu một hơi, nhìn nói với nhếp ly. Đúng vậy, Nhiếp Ly trịnh trọng gật đầu này hơn 30 viên thuốc, là hắn chuyên môn luyện chế vì cường giả Thiên Vân Thần Tôn võ tông cấp, tại trong mắt Thiên Vân Thần Tôn, loại đan dược này cực kỳ chân quý, mỗi một khối đều là vô giá, thế nhưng đối với Nhiếp Ly mà nói, Nhiếp Ly trong tay còn có nhiều vô tương thần quả như vậy, có thể luyện chế rất nhiều rất nhiều đan dược. Thiên Vân Thần Tôn gật đầu, nói, ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không dấu nhé ngươi nếu nguyện ý đem những đan dược này cống hiến cho vũ thần tông vậy đối với vũ thần tông mà nói chính là đại công thần tin tưởng tông chủ bọn họ nhìn tại công lao của ngươi cũng sẽ nguyện ý đem tông chủ vị giao cho ngươi tiếp qua mấy năm vũ thần tông lão tông chủ liền phải bắt đầu bế quan tu luyện chung kích cảnh giới cao hơn đến lúc đó sẽ nhường ra tông chủ vị tông chủ vị chỉ là quản lý toàn bộ vũ thần tông mà thôi mà vũ thần tông năm vị trùng tuyệt đối là bên trên tông chủ Nhấp Ly giúp Vũ Thần Tông năm vị Trùm Tăng lên thực lực, đối với năm vị Trùm Vũ Thần Tông mà nói, đem tông chủ vị giao cho Nhấp Ly cũng không phải là không thể. Đây tuyệt đối là trao đổi phi thường đáng giá. Chỉ là những đan dược này, đổi lấy vị trí tông chủ Vũ Thần Tông, đã hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì rồi. Nhấp Ly mỉm cười, hắn biết Thiên Vân Thần Tôn sẽ phán đoán như vậy. Hắn là người duy nhất có thể đem Vũ Thần Tông hướng đến thời đại huy hoàng. Qua một thời gian ngắn Vũ Thần Tông liền sẽ an bài hậu tuyển chức vị tông chủ, ngươi trước làm một chút chuẩn bị đi, ta không biết ngươi có thể được mấy người ủng hộ, bất quá dùng những đan dược này, ta phỏng đoán trong Vũ Thần Tông ít nhất sẽ có 3 vị vũ tông ủng hộ ngươi, bất quá chỉ là vũ tông ủng hộ còn chưa đủ, ngươi còn phải có đủ thực lực khuất phục mọi người mới được, nếu không thì khi đưa ngươi lên chức tông chủ thì sẽ có nhiều người dị nghị và ngươi sẽ không ngồi vững đâu đấy." Thiên Vân Thần Tôn cười nhạt một tiếng nói ra chỉ điểm này của sư tôn xin yên tâm ta nếu như muốn cạnh tranh chức vị tông chủ thì chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không được thì dứt khoát sẽ không tranh giành thôi nhiếp ly cười một tiếng nói nghe được lời của nhiếp ly thiên vân thần tôn nhẹ gật đầu lai lịch của nhiếp ly quả thật là có vài phần thần bí bất quá thiên vân thần tôn thật cũng không hoài nghi nhiếp ly đối với vũ thần tông lòng mang ý xấu nếu quả như thật lòng mang ý xấu liền sẽ không mạnh mẽ đem những thần dược đưa cho bọn hắn những thần dược này tuyệt đối có thể cho vũ thần tông tấn thăng đến thời đại huy hoàng nhiếp ly từ thiên vân thần điện đi ra về tới chỗ ở của mình thiên vân thần tôn cầm lấy lọ đan dược của nhiếp ly đưa cho đi tìm mấy vị vũ tông khác đàm phán đoạn thời gian này nhiếp ly một mực dốc lòng tu luyện thời gian rất nhanh trôi qua đã phải đến đợt tuyển chức vị tông chủ sự im lặng của long thiên minh càng thêm sống động lên năm vị vũ tông cấp cự đầu đều bế quan hắn được vì chính mình leo lên chức vị tông chủ mà thắng được rất nhiều ủng hộ cho nên hắn càng không ngừng thu mua vũ thần tông trưởng lão thái thượng trưởng lão so sánh với tư đồ bắc viêm thì tỏ ra bình tĩnh rất nhiều đối với kế vị chức tông chủ cũng không phải bộ dạng nóng lòng như vậy đương nhiên nói lý ra hoạt động là khó tránh khỏi phủ đệ của long thiên minh các ngươi nói cái gì Đến bây giờ, vì cái gì tư đồ Bắc Viêm còn sống? Long Thiên Minh mặt âm trầm. Mấy người mặc hắc bào quỳ sát tại trước mặt của Long Thiên Minh. Hồi bẩm thiếu ra, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Mỗi lần chúng ta hạ độc đều bị người nào đó giải hết rồi. Có một lần chúng ta phái người phục kích tư đồ Bắc Viêm, cũng bị người của tư đồ Bắc Viêm giải vây. Long Thiên Minh cao mày. Xem ra là có người biết hắn muốn xử lý chuyện của tư đồ Bắc Viêm, cho nên âm thầm cản trở, Long Thiên Minh hừ một tiếng, Tư đồ Bắc Viêm là con của tông chủ, trong Vũ Thần Tông người ủng hộ vẫn là rất nhiều, là một uy hiếp rất lớn, bất quá bây giờ trong trưởng lão có 8 thành đều ủng hộ ta đấy. Mấy vị Long đạo cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão, có chín thành ủng hộ ta, trừ lần đó ra năm vị vũ tông cấp cự đầu, ít nhất cũng có hai vị thậm chí 3 vị ủng hộ ta, tông chủ bây giờ chuẩn bị thoái ẩn, sẽ không rõ ràng thiên vị Tư đồ Bắc Viêm, ta không tin Tư đồ Bắc Viêm còn có phần thắng. Liền để cho hắn đi đi, bất kể như thế nào hắn đều muốn trưởng quản cả vũ thần tông các ngươi đều lui xuống đi long thiên minh trầm giọng nói vâng chớp mắt thời gian một đám hắc y nhân lui xuống những hắc y nhân này lui ra sau long thiên minh ở trên ghế ngồi xuống hắn tinh tế vuốt một khối lệnh bài màu đen chỉ thấy phía trên khối lệnh bài điêu khắc một con yêu thú dữ tợn từ đổ bắc viêm có hỗ trợ của yêu thần tông ta không tin ngươi có thể thắng được qua ta Long Thiên Minh khoái miệng cười lạnh một tiếng, theo hắn biết, yêu thần tông thế lực đã sớm thấm vào trong vũ thần tông, tại trong vũ thần tông nắm giữ một thế lực nhất định, cỗ thế lực này đủ để ảnh hưởng kết quả tuyển vị trí tông chủ. Long Thiên Minh là người yêu thần tông, chỉ cần Long Thiên Minh trở thành vũ thần tông mới nhậm chức tông chủ. Tuy rằng không nhúc nhích được vũ thần tông năm vị vũ tông cấp cự đầu, nhưng mà ít nhất những người khác liền nằm trong khống chế rồi, chờ cho đến trình độ nhất định, chậm rãi xử lý sạch năm vị vũ tông cấp cự đầu vậy bọn họ muốn diệt sạch vũ thần tông dễ như trở bàn tay. Lúc này, trong biệt viện của tư đồ Bắc Viêm, trong đại sảnh tụ tập rất nhiều người, Nhếp Ly, Lục Phiêu, Cố Bối, Lý Hành Vân, Long Vũ Âm đều ở trong hàng ngũ đó. Nhếp Ly, xác thực như lời ngươi nói, Long Thiên Minh muốn dùng tất cả loại thủ đoạn mưu hại ta. Trên điểm này, ta xem như mang ơn của ngươi rồi, bất quá Long Thiên Minh đều muốn giết ta, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Tư đồ Bắc Viêm lông mày hơi hơi nhăn lên nói ra, đối với chuyện này ta nghĩ tư đồ huynh đã biết rồi nhưng ta lần này đến là muốn mời tư đồ huynh giúp ta một việc nhấp ly mỉm cười nói ra hỗ trợ hỗ trợ cái gì tư đồ bắc viêm bưng lên một ly trà uống ta biết cách làm người của tư đồ huynh tư đồ huynh là muốn cho vũ thần tông chân chính cường đại lên lập tức phải kế nhiệm tuyển vị trí tông chủ ta muốn mời tư đồ huynh trợ giúp ta một tay giúp ta leo lên vị trí tông chủ nhấp ly rất là nói trắng ra nói Nghe được lời của Nhiếp Ly, Từ Đồ Bắc Viêm sừng sốt một chút, đột nhiên ha ha phá lên cười, "Nhiếp Ly, ta thừa nhận ta nợ ngươi một nhân tình, yêu cầu này của ngươi thật là buồn cười quá đi. Không nói đến ta cũng là một trong những người ứng cử, coi như là ta không tham tuyển, ta cũng không có khả năng lựa chọn ngươi. Vì ngươi ở Vũ Thần Tông này danh vọng cực kỳ ít, đến Vũ Thần Tông mới bao lâu? Tựa như muốn làm Vũ Thần Tông tông chủ, vị trí tông chủ của Vũ Thần Tông, quả quyết sẽ không giao cho một người lại lịch trên người đều không rõ." Ta biết ý tứ của Tư Đồ huynh, bất quá so với Long Thiên Minh, ta có phải hay không có tư cách hơn một điểm. Nếu như Tư Đồ huynh có đầy đủ năng lực, liền phái người đi điều tra một chút Long Thiên Minh đi, ta dám cá rằng hắn đã đầu phục yêu thần tông. Ngươi nói cái gì, có chứng cứ không? Tư Đồ Bắc Viêm lông mày nhướng lên, nếu như Long Thiên Minh thật là người của yêu thần tông, như vậy tuyệt đối không thể để cho Long Thiên Minh leo lên vị trí tông chủ. Không có chứng cứ hoặc bất gì thứ gì để Tư Đồ huynh tin ta nhưng cuối cùng tư đồ huynh cũng là một người ứng tuyển, đến lúc đó thiên vân thần tôn cũng sẽ đề cử ta trở thành người ứng tuyển, ta chỉ hy vọng nếu như tư đồ huynh không thắng được Long Thiên Minh vậy xoay lại ủng hộ ta. Nhấp ly mỉm cười. Tư đồ đại ca, dù sao ta là tuyệt đối ủng hộ nhấp ly đấy. Cố bối kiên định nói. Ta cũng vậy. Lý Hành Vân cũng nhẹ gật đầu. Còn có ta. Long Vũ Âm cũng là không chút do dự nói ra. Nghe được lời cố bối, Lý Hành Vân cùng Long Vũ Âm, tư đồ bắc viêm có chút sững sờ hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ cố bối ba người không biết vì sao lại kiên định ủng hộ nhiếp ly nhiếp ly đến cùng có mị lực gì mà lại khiến ba người cố bối tin như vậy cố bối hành vân vụ âm chúng ta đi thôi ta nghĩ tư đồ huynh nhất định sẽ làm lựa chọn chính xác đấy nhiếp ly mỉm cười đứng lên đi ra phía ngoài đám người cố bối cũng đều đuổi theo sát nhìn bóng lưu đoàn người nhiếp ly rời đi tư đồ bắc viêm cao mày cẩn thận về lời nói của nhiếp ly nếu long thiên minh thật là người của yêu thần tông bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho Long Thiên Minh trở thành vũ thần tông tông chủ. Thời gian mấy tháng trôi qua, Nhiếp Ly một mực không ngừng bồi dưỡng huấn luyện những thành viên trung thành với Yêu Minh, mà còn bồi dưỡng những cường giả Thiên Nguyên thần tộc mà hắn chiêu mộ. Lúc này, đám người Nhiếp Ly cũng không ngừng khuếch trương thế lực lên, có nhiều thần dược như thế cùng các thiên tài địa bảo, Yêu Minh Thiên Hành Minh cùng Âm Minh như diều gặp gió tốc độ phát triển kinh người. Thực lực của Nhiếp Ly cũng điên cuồng mà tăng lên, đạt đến thiên chuyển cảnh đỉnh phong, Mặc dù chỉ là thiên chuyển cảnh đỉnh phong, nhưng mà thực lực chân thật của Nhiếp Ly không kém hơn cường giả Long đạo cảnh ngũ trọng thiên. Thiên đạo thần quyết, càng tu luyện càng khó lên, nhưng về sau khi thực lực càng tăng lên thì tốc độ phát triển sẽ vượt xa những thiên tài bình thường gấp chục lần. Nhiếp Ly, ta phải lập tức chấp nhận chức chấp sự thiên hà đường của Cố thị tông tộc, tuy rằng tên tiểu tử Cố Hằng đã bị phạt diện bích, nhưng thế lực dưới tay hắn đều không yên tĩnh tí nào, đoạn thời gian trước đã có ít người mưu phản yêu mình đều được bọn hắn thu nạp. Cố Bối nhìn hướng Nhiếp Ly nói: Thiên Hà Đường chấp sự, đây là chức vị gì? Nhấp Ly không khỏi ngạc nhiên mà hỏi. Là như vậy, tại trong cố thị tông tộc, thuận vị người thừa kế là không có quyền lực gì, nhưng mà với tư cách thuận vị người thừa kế thứ nhất, liền có tư cách nhận chức chấp sự thiên hà đường. Thiên hà đường này tuy không lớn, chỉ có mấy trăm người mà thôi, nhưng trên phương diện mà nói nó liên quan đến công việc của gia tộc, một khi có thể vững bước ổn định thiên hà đường, thì tiếp theo liền có thể quản lý cả gia tộc. Cố bối mỉm cười nói ra, làm chấp sự chấp trưởng Thiên Hà Đường Bộ có khó khăn gì sao?" Nhiếp Ly mỉm cười hỏi. "Chỉ mình ta quản lý thì còn có thể nói là có khó khăn, nhưng ta đây còn có Tỷ Tỷ à nha." Cố Bối cười một tiếng nói. Nghe được lời của Cố Bối, trong đầu Nhiếp Ly liền liên tưởng đến mỹ nhân tuyệt sắc làm rung động lòng người, tính cách quật cường và thông minh kia. Không biết Tỷ Tỷ của người giờ thế nào rồi. Nhiếp Ly không khỏi mà hỏi được thần dược trời ban của ngươi cho, tu vi của tỷ tỷ ta tăng mạnh, đã đến Long Đạo Cảnh nhị trọng, ngoại trừ chỉ đạo ta giải quyết công việc của tộc gia, phần lớn thời gian đều dùng tu luyện, nàng muốn mượn dùng những dược lực đó trong vòng mấy năm phải trùng kích lên Vũ Tông Cảnh. Cố Bối nói ra, thiên phú của tỷ tỷ ngươi thật quá kinh người. Nhấp ly không khỏi cảm thán nói ra, tỷ tỷ của ta còn thường xuyên hỏi ngươi đâu rồi, ngươi là thần mạng chi nhân của tỷ tỷ ta, có khả năng nghịch chuyển vận mệnh, nàng để cho ta đi theo phụ tá ngươi. Cố bối cười một tiếng nói. Thần mạng chi nhân. Nghịch chuyển vận mệnh. Nhếp ly suy nghĩ một chút. Cố Lam tỉ tỉ nói, thật đúng là chuẩn xác, hắn chính là vì nghịch thiên mà tới. Nhếp ly ánh mắt thâm sâu tập trung nhìn về địa phương xa xôi, nghĩ đến tên thánh đế vô cùng cường đại kia. Trong tâm của hắn liền không ngừng sinh ra cảm giác mãnh liệt. Ngay tại lúc này, đầu của nhếp ly đột nhiên giống như là nổ tung vậy. A, à, nhếp ly thống khổ gào rú, cái loại đau đớn khủng bố này, làm cho nhiếp ly cũng hoàn toàn không có cách nào mà thừa nhận nhiếp ly ngươi làm sao vậy cố bối ở một bên vội vàng hỏi chứng kiến nhiếp ly thống khổ ôm đầu càng không ngừng gào rú cuối cùng chuyện gì xảy ra nhiếp ly tại sao đột nhiên lại như vậy nghe được tiếng gào thét của nhiếp ly lòng vũ âm lục phiêu đám người lý hành vân cũng nhao nhao chạy tới nhiếp ly hắn làm sao vậy nhanh đỡ hắn lên mọi người ba chân bốn cẳng đem nhiếp ly đỡ lên sau đó đem nhiếp ly thả ngã xuống giường Bất quá Nhiếp Ly vẫn dãy ruộng ngông ngừng như một con lăn quăng. Long Vũ Âm chứng kiến bộ dạng thống khổ của Nhiếp Ly, nước mắt thoáng cái liền chảy xuống, hắn đến cùng là thế nào? Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải hay không tu luyện tàu hỏa nhập ma rồi ha? Lý Hành Vân cũng là chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, hắn chỉ có thể đè Nhiếp Ly xuống, sau đó bắt mạch cho Nhiếp Ly, tuy rằng không phải là y sư, nhưng hắn vẫn hiểu sơ một ít y thuật, trước kia đều nghe theo nhiếp ly bọn hắn tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày nhiếp ly đột nhiên trở nên như vậy thoáng cái không biết nên giải quyết như thế nào mạch tượng không có vấn đề gì hẳn là linh hồn hải xảy ra một vài vấn đề nếu như là linh hồn hải xảy ra vấn đề chúng ta không thể lung tung nhúng tay ở phụ cận đây có thiết lập một kết giới mặt khác cấp cho hắn một ít an thần hương nhanh đi tìm một tên y sư tốt tới đây rất nhanh lần lượt từng y sư chạy tới chỗ nhiếp ly đều là cao cấp y sư của ba đại thế gia bất quá bọn hắn đối với nhiếp ly tiến hành quan sát về sau đều lắc đầu bất đắc dĩ rời đi bọn hắn đối với tình huống của nhiếp ly cũng không có cách nào giúp được nhiếp ly cảm giác có một cỗ lực lượng kinh khủng tại trong đầu của hắn càng không ngừng oanh tạc hắn chẳng qua là cảm giác vô cùng đau đớn khủng bố cả cái linh hồn hài giống như là muốn vỡ vụn hết vậy trong lúc mơ hồ, hắn dường như thấy được một thân ảnh quen thuộc, một bóng nữ tử quen thuộc mà đầy thân thiết, nhiếp ly không tự chủ được liền bước tới. Sư phụ, nhiếp ly thì thảo nói lấy. Long vụ âm, đám người lý hành vân đều canh giữ ở bên cạnh nhiếp ly. Bọn hắn đều cực kỳ lo lắng, bởi vì tình trạng của nhiếp ly không biết vì sao mà lại phát sinh ra. Lục phiếu khóc bù lu bù loa, nhiếp ly, ngươi ngàn lần không thể có việc xảy ra được. Cùng rời khỏi quang huy chi thành, đi vào long khư giới vực này. Nhiếp Ly và Lục Phiêu là huynh đệ tốt nhất, bọn hắn còn muốn cùng một chỗ trở về. Mắt Long Vũ Âm cũng khẽ rơi những giọt nước mắt. Trong suy nghĩ của nàng, Nhiếp Ly không chỉ đơn giản là sư phụ nàng mà là trong lòng nàng đã sớm thích Nhiếp Ly. Đột nhiên phát sinh tình cảnh như thế làm cho nàng vô cùng sợ hãi. Nàng nắm chặt tay Nhiếp Ly không buông. Cố Bối, Lý Hành Vân cũng như thế, tâm thần bất an, con mắt hoàn toàn không rời khỏi Nhiếp Ly nhấp ly và bọn hắn là hảo huynh đệ cũng là người thầy dẫn đường bọn hắn đem hai người họ từ dưới vực sâu thăm thẩm dẫn ra ngoài nếu nhấp ly xảy ra vấn đề gì bọn hắn đều sẽ tự trách mình nhấp ly thống khổ vùng vẫy hồi lâu không ngừng gào thét hơn nửa canh giờ cuối cùng thanh âm chậm rãi yếu dần dãy ruộng cũng không kịch liệt như vậy nữa hô hấp dần dần chậm lại an định mà ngủ chứng kiến nhấp ly an định lại mọi người lúc này mới chậm rãi mà yên lòng Ta biết ngay, hẳn là không có vấn đề gì, có thể là nhiếp Ly tu luyện gặp bình cảnh, nói không chừng chờ hắn tỉnh lại, liền hướng đánh tới Long đạo cảnh rồi. Cố Bối yên lòng, thở dài một hơi nói nói, "Dấu hiệu này không hề giống tu luyện tấn cấp, nếu như là tu luyện tấn cấp, mạch tượng chấn động thì càng qua một đợt thì càng mạnh hơn, bất quá hắn đã không xảy ra vấn đề gì." Lý Hành Vân suy nghĩ một chút nói ra, "Thật không?" Long Vũ âm gạt đi nước mắt trên mặt nàng, nhìn về phía đám Lý Hành Vân mà hỏi, bất quá trong lòng nàng vẫn lo lắng nếu như hắn ngủ rồi, liền để cho hắn ngủ thêm một lát đi. Lý Hành Vân cười một tiếng nói. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nhấp ly cảm giác mình như là lâm vào một cái thâm thúy trong mộng cảnh. Cảnh trong mơ kia, giống hắc động bình thường giống nhau, đem hắn hút vào vào. Có một âm thanh đang không ngừng gọi hắn. Đó là thanh âm của một thiếu nữ, âm thanh này rất quen thuộc và dễ nghe. Là sư phụ. Sư phụ, người đang ở đâu? nhiếp ly la lên trong khoảng thời gian này hắn liều mạng tăng lên thực lực một khắc cũng không dám ngừng nghỉ bởi vì hắn biết nếu hắn không phải nhanh chóng tăng lên thực lực sư phụ liền có khả năng bị người bên trong vũ thần tông ám hại đến chết tuy rằng long vũ âm đã chuyển biến sẽ không lại uy hiếp được sư phó nhưng trong vũ thần tông còn có một vài người lòng dạ khó lường nhiếp ly muốn trở thành tông chủ vũ thần tông như vậy liền có thể bảo hộ sư phó nhiếp ly ta hiện tại đang dùng pháp âm thiên địa dùng ý niệm cùng ngươi câu thông số mệnh của ngươi nghịch chuyển càn khôn lực lượng quá lớn nếu như ta không làm điều gì đó một khi tu vi của ngươi đến thiên chuyển cảnh cũng sẽ bị thánh đế phát hiện không bao lâu thánh đế sẽ phái thị thần đuổi theo giết ngươi cho nên ta dùng cũng được thiên đạo phương pháp đem số mệnh của ngươi chuyển rời đến trên người của ta tại sao có thể như vậy vậy còn sư phụ thì sao Nhiếp Ly, tại trước khi tu vi của ngươi để thăng tới thiên chuyển cảnh, ta cũng đã rời đi Vũ Thần Tông, mấy bằng hữu của ngươi tại các đại thần tông, ta đều cho bọn hắn một phần chỉ dẫn, thời gian tới bọn họ nhất định sẽ trợ lực cho ngươi. Về phần ta, đã đang bị thị thần truy sát, tuy rằng ta dùng huyễn ảnh bí trận ẩn nấp khí tức của mình, nhưng phòng trường không chống đỡ được bao lâu. Sư phụ, ta làm nhiều việc như vậy, chính là muốn cho ngươi bình an vô sự, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta làm cái gì cũng được đứa ngốc tiệc vui nào cũng có lúc kết thúc ngươi, đã có việc chính bản thân nhất định phải đi làm, vậy thì đi làm đi, không cần cân nhắc cái khác. Nếu đánh chết thánh đế chính là cứu vất vạn vật sinh linh, dù cho bắt ta bỏ ra sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Năm tháng dài tới nay, vô số siêu cấp thiên tài nắm giữ thiên diễn thuật, biết thiên mệnh. Muốn đối kháng thánh đế, từng tên một đã ngã xuống, cuối cùng bất lực, liền ngay cả sư phụ ta cũng là như vậy. Nếu ta chết đi mà có chút giá trị, ta vì sao không làm chứ? nhấp ly cảm giác được từng cảnh hình ảnh một truyền vào trong thức hài của hắn hắn cảm giác được sư phụ đang hôn lên trán của hắn cảm giác ấm áp này giống mẫu thân âu yếm ứng nguyệt như đang lăng không mà đứng xung quanh đám mây thất thải quay cùng bắt đầu khởi động tại quanh người nàng hóa ra vô số ảo giác đem nàng bao lại như một nữ thần ngạo thế gò má này trắng nõn tuyệt mỹ tràn đầy vô cùng bị lực nàng hướng bên phía nhấp ly nhìn lại mỉm cười dùng nhan khuynh thế đẹp đến không giống người trong thế gian cho tới nay tại trong nội tâm nhấp ly Ứng Nguyệt Như giống như là một tiên tử vậy, xuất trần thoát tục, một cái nhăn mày một tiếng cười đều giống in vào trong đầu Nhiếp Ly. Thế nhưng, Nhiếp Ly chưa từng từng có bất luận một tia khinh nhờn chi tâm nào, hắn đối với Ứng Nguyệt Như tràn đầy kính yêu, hắn thầm nghĩ dùng hết chính bản thân hết thảy lực lượng bảo hộ nàng mà thôi. Nhiếp Ly muốn đi ra phía trước, thế nhưng thân thể giống như là vây ở bên trong nhà tù, căn bản không thể động đậy. Nơi này chỉ là cảnh trong mơ, tại trong giấc mộng, Nhiếp Ly căn bản cái gì đều không làm được. Đúng lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở bên ngoài đám mây thất thải thân ảnh này cao chừng vài trăm thước ăn mặc một thân chiến giáp ngân đen cầm trong tay một thanh đại mâu vẻ mặt dữ tợn giống tới từ địa ngục tu la người kia là thị thần bên người thánh đế ngoại trừ thần cấp yêu thú ra bên người thánh đế còn có rất nhiều thị thần cường giả bọn họ phụ trách trưởng quản tất cả mọi chuyện thế gian chính là tay sai chùa thánh đế thị thần thực lực gần với thần cấp yêu thú ứng nguyệt như đế chủ bảo ta tới thu tính mạng của ngươi mạng ngươi đã hết thị thần thanh âm trang nghiêm rộng rãi, giống cuồn cuộn tiếng sấm bình thường giống nhau, tựa như muốn đem nhấp ly đầu óc nổ tung. Nhấp ly thê lương gầm rú lấy, nhãn thần đầy sương mù, hắn trong lúc mơ hồ thấy, một con bàn tay khổng lồ hướng phía đám mây thất thải chộp tới. Sư phụ chạy mau. Nhấp ly gấp giọng hét ầm lên. Chỉ thấy ứng nguyệt như hướng phía bên này nhìn lại, trên mặt toát ra vẻ thản nhiên dáng tươi cười, nụ cười của nàng trước sau như một mà vân đạm phong khinh, giống thế gian sinh tử, đều không có quan hệ gì với nàng cả. Ứng Nguyệt Như từ nhỏ liền biểu hiện ra kinh người trí tuệ, thông hiểu thiên địa, so với bất kỳ một hài tử nào đều phải trưởng thành sớm hơn nhiều lắm, thời điểm đang đối mặt sinh tử cũng lạnh nhạt hơn so với bất luận kẻ nào. Thiên diễn vô cực, thánh đế có thể giết ta, nhưng là dù mơ tưởng chặt đứt thiên địa khí vận, thánh đế ngạo thế vô song, có thể xem thường anh hùng thiên hạ, lại không nên coi thường thiên đạo. Một khi thiên đạo cảm thấy thánh đế uy hiếp đến vạn vật sinh linh, nhất định sẽ có người đến đại thiên phạt, nghe được lời của ứng nguyệt như, thị thần ha ha phá lên cười, ha ha ha, hay cho một cái đại thiên phạt, ứng nguyệt như, ngươi vẫn là hào hào mà cố giữ một lần mạng của mình sao? Thánh đế đã từng nói, thiên đạo nghịch ta, ta liền diệt, thánh đế phong tỏa vô tận thời không, chỉ cần 200 năm, thiên đạo sẽ bị triệt để luyện hóa. Cái gì thiên đạo minh mông, trí tôn vô thượng, đều là các ngươi tu luyện giả lừa mình dối người mà thôi. Thiên địa đức hậu, mang theo vạn vật chúng ta không thể báo, lại muốn chém diệt thiên địa, thánh đế không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao ứng nguyệt như trầm giọng nói. Thánh đế lăng vân chi tâm, lại há là các ngươi đám con kiến hôi có thể hiểu được. Ứng nguyệt như, ngươi nên lên đường đê. Bàn tay khổng lồ nắm xuống, chỉ thấy bành bành bành, đám mây thất thải toàn bộ nổ tung. Nhiếp Ly thấy, ứng nguyệt như bị cự trưởng này chộp trong tay, trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi. Nô, no. Nhiếp Ly tê tâm liệt phế kêu khóc, trong óc của hắn nổi lên một vài bức hình ảnh, là từng cảnh hắn cùng sư phụ cùng nhau sinh hoạt, sống lại trở về, hắn cho là mình có đầy đủ lực lượng bảo hộ nàng, thế nhưng sống lại trở về sư phụ vẫn phải chết nhấp ly trong đầu truyền đến một luồng thanh âm như có như không là tiếng thở dài của ứng nguyệt như thật dài trong cuộc sống nhân quả ai có thể hiểu đây duyên tới duyên đi cần gì phải bi thương nhấp ly làm việc ngươi cần làm đi mà ta cũng nên đi tới địa phương ta nên đi thanh âm kia mang theo từng luồng phiền muộn khiến tim nhấp ly giống bị xé rách bình thường giống nhau thánh đế hai thế thù hận ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi nhiếp ly nội tâm bị cừu hận lấp đầy cả người dường như muốn bị một dòng lực lượng kinh khủng vỡ tan ra bình thường giống nhau giấc mộng này rất nhanh mà tiêu trừ vô tung nhiếp ly lần thứ hai lâm vào vô tận ngủ say linh hồn hải càng không ngừng bay nhanh vận chuyển lúc này long vụ âm đám người tụ bên người nhiếp ly nhiếp ly vừa mới kêu khóc tê tâm liệt phế kinh động bọn họ bọn họ không biết xảy ra chuyện gì chỉ là cảm giác được nhiếp ly rất bi thương long vụ âm cảm thấy lòng đang mơ hồ đau đớn nàng không biết nhiếp ly tới cùng là thế nào bất quá nhiếp ly chỉ là thống khổ từ chối một hồi trên mặt biểu tình lần thứ hai trở nên bình tĩnh lâm vào trong giấc ngủ say có thể chỉ là một giấc mộng sao mấy ngày sau tuyển chọn đại lý tông chủ sắp lập tức bắt đầu rồi, trưởng lão, chấp sự của Vũ Thần Tông đóng quân ở các nơi đều đều chạy về, trên dưới Vũ Thần Tông cũng trở nên đặc biệt náo nhiệt. Những người có năng lực trùng kích vị trí đại lý tông chủ cũng bắt đầu trên dưới sôi động. Đại lý tông chủ đã là nắm trong tay thực quyền phi thường cường đại, chỉ cần làm đại lý tông chủ không có phạm sai lầm gì lớn, 90% trở lên đều sẽ trở thành tông chủ tiếp theo. Bọn người lục phiêu, cố bối, lý hành vân tụ tập lại cùng nhau, bọn họ một bộ mặt ủ mày trao, Nhấp Ly còn không có thức tỉnh, Long Vũ âm canh giữ ở bên người Nhấp Ly 24 trên 24, một tấc cũng không rời, cũng không tới tham gia, những người còn lại ai có thể cạnh tranh vị trí đại lý tông chủ? Bọn họ tuyệt đối không cạnh tranh được với Long Thiên Minh. Làm sao bây giờ? Nhấp Ly còn chưa có tỉnh, lẽ nào chúng ta để Long Thiên Minh leo lên vị trí đại lý tông chủ? Lục Phiêu Phi thường buồn bực nói, nói như vậy Nhấp Ly chuẩn bị lúc trước chẳng phải là điều uổng phí. Vậy có thể làm sao? Cố Bối cười khổ một cái nói lý hành vân cao mày hắn đang suy tư tình huống hiện tại nên xử lý như thế nào dù cho chúng ta cạnh tranh không được vị trí đại lý tông chủ cũng tuyệt đối không thể để cho long thiên minh thực hiện được không bằng chúng ta bắt đầu hỗ trợ hồ diên bắc viêm sao cố bối suy nghĩ một chút để cho hồ diên bắc viêm làm cũng cuối cùng tốt hơn một chút so với để cho long thiên minh tên tiểu nhân kia làm ân cứ làm như vậy sao lý hành vân suy nghĩ một chút gật đầu nói trên hư không trung tâm Vũ Thần Tông, bên trong tông các cường giả từng người một bay trên không đứng đó. Bầu trời Vũ Thần Tông nhiều người nhốn nháo, chừng mấy trăm vạn. Dù sao cũng là một trong siêu cấp thần tông, thế lực vẫn là tương đối kinh người, ngoại trừ Vũ Thần Tông nội tông ra, còn có hơn 360 ngoại tông cũng phái người tới tham gia lần thánh điển này. Chỉ thấy trên đỉnh hư không, xuất hiện năm thân ảnh khổng lồ, đó là năm vị cường giả cấp võ tông của vũ thần tông năm vị cường giả võ tông cấp này gồm ba nam hai nữ cả người thất thải lưu quang vận chuyển không thấy rõ tướng mạo làm sao thế nhưng pháp tướng trang nghiêm uy nghiêm túc mục đây là năm vị thần tôn của vũ thần tông dẫn đầu là tông chủ đương nhiệm danh hiệu thiên vũ thần tôn còn dư lại theo thứ tự là long mị thần tôn thiên vân thần tôn linh ngọc thần tôn cùng thương viêm thần tôn năm vị thần tôn có địa vị cao thượng là các nhân vật có thực quyền lớn nhất của vũ thần tông hiện nay tuy rằng vũ thần tông còn có một vài nhân vật cấp thái thượng trưởng lão thế nhưng thái thượng trưởng lão thường bế quan không ra ngoài cho nên các hạng công việc cơ bản đều do năm vị thần tôn này định đoạt thanh âm của thiên vũ thần tôn truyền khắp toàn bộ trên dưới vũ thần tông ngày hôm nay đem hết thảy đệ tử tông môn triệu tập lại vì chuyện gì mọi người hẳn là cũng đã biết gần đây tu vi của ta đã tới cảnh giới võ tông thất trọng thiên cần bế quan trùng kích tu vi cao hơn mọi việc bên trong tông sẽ giao cho đại lý tông chủ trưởng quản ngày hôm nay chính là vì tuyển ra đại lý tông chủ mà chọn người xin tông chủ bảo cho biết vũ thần tông trên dưới thanh âm đều nhịp vị trí đại lý tông chủ này vẫn là phải từ nội tông tuyển ra mới được các ngươi cảm thấy người nào thích hợp Thiên Vũ thần tôn mắt sáng như đuốc, đảo qua tất cả mọi người. Lúc này Long Mị thần tôn cùng Thiên Vân thần tôn đang thì thầm gì đó. "Thiên Vân, ngươi nói cái tên Nhiếp Ly kia thế nào lại không có tới a?" À? "Ta cũng không rõ nữa, cái này chỉ sợ ngươi rõ ràng hơn so với ta mới đúng." "Đây là vì sao?" Long Mị thần tôn ngược lại có vài phần hiếu kỳ. Long Mị thần tôn chẳng lẽ không biết sao? Long Vũ Âm đứa bé kia có tình ý đối với Nhiếp Ly có người nói mẫu thân của Long Vũ Âm muốn đem Long Vũ Âm hứa gả cho hắn, nếu là cửa hôn sự này thành công rồi, đứa bé kia chính là cháu rể của Long Mị Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn khẽ mỉm cười nói, có chuyện này sao, cái tên nhếp ly này, ta ngược lại phải kiểm tra kỹ một chút. Thanh âm Long Mị Thần Tôn mang theo một loại quyến rũ cùng gợi cảm cực kỳ. Nếu là nhếp ly ở đây nghe được, nhất định sẽ kinh ngạc giọng nói chuyện của Long Mị Thần Tôn này, cùng mẫu thân của Long Vũ Âm thế nào giống y chang nhau. Bốn vị thần tôn âm thầm truyền âm trao đổi, chỉ có Thiên Vũ thần tôn tuyên bố các hạng loại công việc. Hiện tại vị trí đại lý tông chủ tuyển cử bắt đầu, sẽ do các trưởng lão bắt đầu đề danh, người có 10 vị trưởng lão trở lên đề danh chọn, đều có tư cách tham gia cạnh tranh vị trí đại lý tông chủ. Thiên Vũ thần tôn tuyên bố, toàn bộ Vũ thần tông có hơn 200 vị trưởng lão, muốn có được vị trí đại lý tông chủ đề danh vẫn tương đối đơn giản. Bất quá làm người ta hết ý là, chỉ có Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm được các trưởng lão đề danh, Long Thiên Minh do 61 vị trưởng lão đề danh, Tư Đồ Bắc Viêm do 53 vị trưởng lão đề danh. Vị trí đại lý tông chủ tranh đoạt, muốn nói có tư cách, cũng chỉ có hai vị này, đám người còn lại phần lớn là biết khó mà lui. Vô luận là luận uy vọng, luận thực lực, luận thế lực, đều không có người nào có thể đối kháng được Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm hai vị được đề cử xuất hiện, chúng ta có thể chờ một chút có còn người nào khác cạnh tranh hay không. Ngoài ra, Long Thiên Minh, từ đổ Bắc Viêm, dựa theo quy củ năm trước, các ngươi dẫn dắt kỳ hạ thế lực quyết một thắng bại. Thiên Vũ Thần Tôn trầm giọng nói. Thiên Vân Thần Tôn ánh mắt đảo qua, trong đám người vẫn chưa có thể tìm thấy nhiếp ly, hắn có chút nghi hoặc, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang vì nhiếp ly làm chăn đệm, đã chiếm được một phần hỗ trợ, mấy vị thần tôn cũng đều đang bàn bạc cân nhắc, kết quả tới thời điểm tranh đoạt vị trí đại lý tông chủ, nhiếp ly cư nhiên không tới, cũng không biết nhiếp ly đang dở cho quỷ gì. Bất quá hắn cũng không phải lo lắng, Long Thiên Minh cùng tư đồ Bắc Viêm cạnh tranh vị trí đại lý tông chủ, nhất định phải tranh tài một hồi, một trận ít nhất phải vài canh giờ mới có thể kết thúc. Được rồi, hiện tại chính là lúc kiểm nghiệm thực lực cùng năng lực lãnh đạo của các ngươi, bắt đầu đi thiên vũ thần tôn khẽ mỉm cưới phất tay nói ủng hộ kênh qua linh haleyzi com gạch cháo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé đông đảo các cường giả vũ thần tông đều thối lui đem trung gian quây thành một mảnh đất trống long thiên minh cùng tư đồ bắc viêm đều dẫn theo một nhóm người ngựa biến thành hai bên phân biệt rõ ràng hai nhóm người ngựa đều có mấy vạn làm đại lý tông chủ của vũ thần tông ngoại trừ thực lực của tự thân năng lực lãnh đạo của mỗi người cũng phải là đứng đầu nhất chính bản thân xây dựng thế lực có thể dẫn dắt mấy vạn nhân mã mới có tư cách cạnh tranh tông chủ vị đây cũng là nguyên nhân vì sao không ai tranh đoạt cùng long thiên minh tư đồ bắc viêm người nào nếu là thắng và chiếm được ba vị trở lên trong năm vị thần tôn tán thành vậy là có thể kế nhiệm tông chủ vị toàn bộ vũ thần tông trẻ tuổi có thể thống lĩnh mấy vạn người lác đác không có bao nhiêu long thiên minh là một trong tam đại thế gia long ấn thế gia dòng chính hoàn toàn xứng đáng làm người thừa kế mà tư đồ bắc viêm lại là con của tông chủ đương chức có ai dám cùng hai cổ nhân mã này đối kháng vậy thì thật là quá không tự lượng sức cho nên lần này trước khi thánh điển cử hành hầu như tất cả mọi người có thể dự kiến nhất định là long thiên minh cùng tư đồ bắc viêm cuối cùng đánh một trận Long Thiên Minh lăng không mà đứng, quần áo bay phấp phới, tướng mạo tuấn giật, vóc người thon dài, thật không hổ là rồng phượng giữa loài người, đương nhiên tư đồ Bắc Viêm cũng không kém chút nào, một thân áo xanh, ngạo nghễ mà đứng. Chiến y tận trời, một hồi đại chiến trên ngựa đã sắp bắt đầu rồi. Tư đồ Bắc Viêm nhìn về phía xa xa liếc mắt một cái, không biết là nguyên nhân gì, nhiếp ly dĩ nhiên vẫn chưa tới. Chẳng lẽ là Long Thiên Minh dùng thủ đoạn gì, làm khó để nhiếp ly không tới được mặc kệ nhiếp ly tới hay không, nhiếp ly liên quan tới Long Thiên Minh lần này, đã làm cho hắn cảnh giác đối với Long Thiên Minh, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Long Thiên Minh leo lên tông chủ vị của Vũ Thần Tông. Tư đồ Bắc Viêm quát lạnh một tiếng, vung tay lên, chỉ thấy một đám cường giả gào thét lao ra, bắt đầu triển khai công kích thăm dò đối với đội nhân mã kia của Long Thiên Minh. Các ngươi cảm thấy Tư đồ Bắc Viêm có thể thắng, hay là Long Thiên Minh mới thắng? Các đệ tử Vũ Thần Tông xung quanh nghị luận ẩm ý, đương nhiên là Tư đồ Đại Ca, tư đồ bắc viêm là con của tông chủ từ trước tới nay thế lực của hắn đều là mạnh hơn long thiên minh cho nên những người khác tương đối xem trọng tư đồ bắc viêm hơn bất quá long thiên minh cũng là một đối thủ không kém bao nhiêu đám người lục phiêu lý hành vân cố bối cũng ở một bên quan chiến trong lòng bọn họ phiền muộn chuẩn bị lâu như vậy hiện tại lại chỉ có thể nhìn long thiên minh và tư đồ bắc viêm đánh một trận ngược lại không có bọn họ chuyện gì Bất quá Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm, nếu là hai người chọn một mà thôi mà nói, bọn họ đương nhiên là hỗ trợ Tư Đồ Bắc Viêm. Long Vũ Âm đứng ở trong đám người Long ấn Thế gia, đối với Long Thiên Minh, nàng có một loại phản cảm cùng chán ghét phát ra từ nội tâm. Nàng sang đây xem một chút, còn phải trở về chiếu cố Nhấp Ly. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở khu trung tâm quyết đấu. Cuộc tỷ thí này rất có thể quyết định vận mệnh của toàn bộ Vũ Thần Tông. Rầm rầm ầm long thiên minh cùng tư đồ bắc viêm thủ hạ thế lực chiến thành một đoàn song phương dĩ nhiên lực lượng ngang nhau bất phân thắng bại sư 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 trong số long thiên minh thủ hạ sáu long đạo cảnh cường giả bắn ra bắt đầu điên cuồng tàn sát sáu long đạo cảnh tư đồ bắc viêm trong lòng cả kinh ngoại trừ sáu long đạo cảnh cường giả này tư đồ bắc viêm phát hiện long thiên minh dường như còn ẩn tàng một số cao thủ thô sơ giản lược đoán chừng một chút chí ít còn có ba cao thủ long đạo cảnh long thiên minh lúc nào chiêu mộ nhiều cao thủ như vậy tư đồ bắc viêm giống giận một tiếng cũng chỉ huy thủ hạ năm long đạo cảnh cao thủ nghênh chiến đi tới long đạo cảnh cường giả quyết đấu chẳng diện hỗn loạn đến rối tinh rối mù năm vị đầu sỏ trao đổi lẫn nhau thanh âm của một nữ nhân truyền đến là linh lung thần tôn trong năm đại cự đầu nàng là bà nội của long vũ âm là nhân vật hết sức quan trọng của cả vũ thần tông xem ra tư đồ bắc viêm phải thua a à, đại lý tông chủ vị có đúng hay không phải nhường cho ta long ấn thế ra Linh Lung Thần Tôn thanh âm quyến rũ động lòng người, cùng mẫu thân của Long Vũ Âm là Long Thục Vân có vài phần tương tự, để cho người ta nghe thấy đầu khớp xương đều mềm đi. Thiên Vũ Thần Tôn cười nhạt một cái nói, đại lý tông chủ vị, ai cũng có thể đoạt tặng cho Long Ấn Thế Gia thì có sao đâu? Tông chủ, ngươi nói như vậy cũng không đúng, chúng ta Long Ấn Thế Gia rõ ràng là dựa vào thực lực giành được, tại sao có thể nói là cho đâu nè? Chỉ bất quá, Nhiếp Ly tiểu tử kia ăn bài nhiều như vậy, tặng cho chúng ta nhiều thuốc tiên như vậy, nếu không đoạt được một cái thì thật làm cho người ta rất thất vọng. Lung Linh, nếu Nhiếp Ly đã tới, chẳng phải là muốn cướp đi Long Thiên Minh đại lý tông chủ vị? Một vị Long Viêm thần tôn khác mở miệng nói, "Long Viêm, ta há là cái loại người nhỏ mọn này. Nhiếp Ly cho chúng ta đan dược, cũng đủ để tu vi chúng ta tăng lên một cái cấp bậc, chỉ là như vậy, so với đại lý tông chủ vị nhưng là phải trọng yếu nhiều hơn. Hắn nếu mà tới rồi, đại lý tông chủ vị dù cho đưa cho hắn thì như thế nào?" Linh Lung thần tôn cười nói, "Lung Linh, đây chính là ngươi nói." cũng không nên đổi ý. Đó là tự nhiên. Năm vị thần tôn Vũ Thần Tông, Thiên Vũ Thần Tôn, Long Viêm Thần Tôn, Thiên Vân Thần Tôn, Linh Lung Thần Tôn, Xích Huyết Thần Tôn, năm vị trùng này chính là trụ cột đỉnh phong của Vũ Thần Tông, bởi vì bọn họ tồn tại, yêu thần tông và các loại ma đạo thần tông mới không dám quấy nhiễu Vũ Thần Tông, tu vi của bọn họ mỗi người tăng lên một cái cấp bậc, liền có khả năng quyết định vận mệnh của Vũ Thần Tông. Trước Thiên Vân Thần Tôn lấy thuốc tiên cho bọn hắn thời điểm, bọn họ còn có chút không tin, về sau ăn thuốc tiên sau đó, mỗi một người đều khiếp sợ dược lực cường đại của đám thuốc tiên, tiến triển chậm nhất trong bọn họ đều tăng lên một cái cấp bậc, Thiên Vũ Thần Tôn tăng lên tương đối nhanh, tăng lên hai cái cấp bậc, Thiên Vân Thần Tôn càng là tăng lên ba cái cấp bậc. Võ tông cảnh, mỗi khi tăng lên một cái cấp bậc đều khó như lên trời, đồng thời mỗi tăng lên một cái cấp bậc, tu vi cũng là tăng lên gấp bội có thể nói nhiếp ly cống hiến đối với vũ thần tông đã vượt qua mọi người dù cho nhiếp ly là một tiểu tử không rõ lai lịch nhiếp ly cũng tuyệt đối có đầy đủ tư cách trở thành đại lý tông chủ vị lúc này long thiên minh cùng tư đồ bắc viêm hai cổ thế lực giao chiến đã tiến vào quá trình gây cấn long thiên minh cùng tư đồ bắc viêm cũng gia nhập trong chiến đoàn giờ này khắc này bọn họ đều đã là long đạo cảnh tồn tại từ Đồ Bắc Viêm giống giận một tiếng, dung hợp yêu linh, yêu linh của hắn là một con Thiên Huyết Nộ Long, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, nanh vuốt sắc bén, lộ ra hàn quang khiếp người. Thiên Huyết Nộ Long cao tới hơn 10 thước, cả người lộ ra khí tức kinh khủng. Lại là Thiên Huyết Nộ Long, bên trong thần cấp Long Huyết yêu linh cũng được cho là giống loài ưu tú. Các đệ tử Vũ Thần Tông phát sinh trận trận kinh hô âm thanh thấy tư đồ bắc viêm dùng hợp thiên huyết nộ long long thiên minh khóe miệng khẽ mỉm cười toát ra một chút khinh thường thần tình cũng là quát lạnh một tiếng quanh thân bắt đầu biến hóa rất nhanh một con hắc long to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người đầu con hắc long này so với tư đồ bắc viêm nộ long còn lớn hơn rất nhiều đồng thời toàn thân đều hiện lên thần bí kim loại sáng bóng a à đù làm sao có thể long thiên minh đổi yêu linh lại là hắc ám thánh long thần cấp long huyết yêu linh trưởng thành đã là phi thường khó có được, đồng thời có một chút long huyết yêu linh càng mạnh, ví dụ như nhiếp ly thánh huyết rực long, long thiên minh hắc ám thánh long, đều là tồn tại đứng đầu nhất. Từ đổ bắc viêm, ngươi nhận thua đi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Long thiên minh giống dài lên một tiếng, khua lên móng thép màu đen, hướng phía từ đổ bắc viêm nộ long chộp tới. Ẩm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hắc Am Thánh Long một chảo đánh vào Thiên Huyết Nộ Long, đem Thiên Huyết Nộ Long toàn bộ đánh bay ra ngoài. Tư Đồ Bắc Viêm trong lòng tràn đầy không cam lòng, nghĩ đến Nhất Ly nói với hắn những lời này, nếu là hắn thua, liền không còn người nào ngăn cản Long Thiên Minh. Tư Đồ Bắc Viêm giống giận, thôi động lực lượng Thiên Huyết Nộ Long hướng phía Long Thiên Minh đánh tới. Thời điểm trước kia, thực lực của Long Thiên Minh cuối cùng là xa xa kém hơn hắn, không biết vì sao, hôm nay thực lực lớn vượt qua xa hắn, hơn nữa còn có Hắc Ám Thánh Long loại này cường đại long huyết yêu linh, nếu nói là phía sau Long Thiên Minh không ai hỗ trợ, Tư Đồ Bắc Viêm kiên quyết không tin. Lời nhiếp ly nói, rất có thể là thực sự, nhất định phải ngăn cản Long Thiên Minh. Long Thiên Minh ngạo nghễ nhìn Tư Đồ Bắc Viêm, mặc kệ là ngươi có cam lòng hay không, ngươi từ đầu đã không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa thế lực ngươi nắm trong tay, kém ta nhiều lắm. Long Thiên Minh thủ hạ cùng thủ hạ Tư Đồ Bắc Viêm hỗn chiến, rất nhanh lấy được ưu thế, dù sao thủ hạ của Long Thiên Minh đã có thêm 6 Long đạo cảnh cao thủ. Cút đi. Long Thiên Minh độ quát một tiếng, hắn hóa thân thành Hắc am Thánh Long một trường đánh vào Thiên Huyết Nộ Long, đem Thiên Huyết Nộ Long đánh bay ra ngoài. Tư Đồ Bắc Viêm cuồng lui vài trăm thước, biến trở về bộ dáng lúc trước, che ngực thổ huyết không ngừng, hắn không cam lòng, còn muốn tiếp tục đánh một trận. Phía trên đã chuyển tới một thanh âm rộng rãi, Bắc Viêm, ngươi đã thua, không cần đánh lại, Tư đồ Bắc Viêm phiền muộn cực kỳ, hắn cuối cùng cũng không phải là đối thủ của Long Thiên Minh sao? Thế nhưng, Vũ Thần Tông thời gian tới làm sao bây giờ? Ánh mắt Thiên Vũ Thần Tôn rơi vào trên người Tư đồ Bắc Viêm, thở dài một cái, sau đó nhìn các đệ tử toàn trường Vũ Thần Tông, nói: "Trang tỷ đấu này, Long Thiên Minh thắng." Nghe được lời của Thiên Vũ Thần Tôn, trên mặt Long Thiên Minh toát ra một chút ánh mắt đắc ý, hắn thắng rồi. Vừa nghĩ tới lập tức là có thể đạt được Vũ Thần Tông đại lý tông chủ vị, nội tâm của hắn không khỏi nóng lên tất cả mọi người đang đợi thiên vũ thần tôn tuyên bố kết quả làm người thắng chung cuộc long thiên minh sẽ đạt được vô thượng vinh quang đám người theo long thiên minh cũng trên mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên từ nay về sau một người đắc đạo gà chó lên trời chờ long thiếu gia ngồi trên đại lý tông chủ bảo tọa bọn họ đám người kia tại bên trong vũ thần tông đều có thể thoải mái xông pha Thiên Vũ thần tôn ánh mắt tìm tòi một chút, Nhiếp Ly không có xuất hiện, đã như vậy, vậy Đại Lý tông chủ vị cũng chỉ có thể truyền thừa cho Long Thiên Minh, hắn đang chuẩn bị công bố kết quả, đúng lúc này, xa xa một đám người bay vút mà đến. Từ chỗ ánh mắt có thể nhìn thấy, xa xa thanh niên nhân đầu lĩnh kia chính là Nhiếp Ly. Thiên Vũ thần tôn nói tới bên mép, lại dừng lại. Long Thiên Minh có chút nóng nảy, Thiên Vũ thần tôn cũng không biết làm sao, rõ ràng hắn đã thắng rồi, Thiên Vũ thần tôn cư nhiên chậm chạp không đem Đại Lý tông chủ vị truyền thừa cho hắn chẳng lẽ thiên vũ thần tôn muốn đổi ý à? Đúng lúc này, một tiếng quát to truyền đến, chờ một chút đê, ta còn chưa có tham gia sao, thế nào liền kết thúc chớ? Nghe thanh âm này, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Á à đù, là nhiếp ly. Ha ha, nhiếp ly rốt cuộc đã tới. Thấy nhiếp ly, đám người lục phiêu, cố bối, lý hành vân xôi trào, toàn bộ yêu minh cũng đều xôi trào. Nhiếp ly rốt cuộc đã tỉnh. Nghĩ tới đây, viền mắt long vũ âm không khỏi hơi đỏ lên, tất cả mọi người đã cấp bách khó dằn nổi. Nhiếp Ly hạ xuống địa phương phía trước mấy trăm thước đám người Long Thiên Minh, hắn nhàn nhạt, cười nói, chúng ta yêu minh còn không có tham chiến, cho nên chiến đấu còn chưa kết thúc. Nhìn bộ dạng Nhiếp Ly tràn đầy tự tin, Long Thiên Minh trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu, hắn cao giọng nói, các ngươi yêu minh ngay cả dự tuyển đều không có tham gia, có tư cách gì tham gia cuộc tỷ thí này? Nghe được lời của Long Thiên Minh, các đệ tử Vũ Thần Tông ở ngoại vi vây xem nghị luận ẩm ĩ, tiếng nghị luận còn không có dừng lại liền nghe được long thiên minh tiếp tục nói huống chi người gia nhập vũ thần tông mới chút thời gian như vậy hơn nữa lai lịch không rõ nói không chừng chính là gian tế yêu thần tông phái tới bình thường là một cái đệ tử bình thường vậy còn không có việc gì nếu là muốn cạnh tranh chúng ta vũ thần tông đại lý tông chủ người còn chưa có tư cách vũ thần tông các đệ tử càng nhiều tiếng nghị luận quả thực nhiếp ly không rõ lai lịch không biết là từ nơi nào mọc ra người như vậy cạnh tranh đại lý tông chủ vị rõ ràng nhất không thích hợp cút xuống đi ngươi không có tư cách. Long Thiên Minh thủ hạ môn hư thanh một mảnh. Nhiếp Ly cũng là nhàn nhạt cười cười nói, có hay không có tư cách cũng không phải ngươi định đoạt, ngươi có thể hỏi một chút năm vị thần tôn của Vũ Thần Tông chúng ta, ta tới cùng có có tư cách hay không. Nghe được lời của Nhiếp Ly, Long Thiên Minh hướng phía Thiên Vũ Thần Tôn đám người chắp tay nói, "Tông chủ và mấy vị thần tôn đại nhân, Nhiếp Ly người này không rõ lai lịch, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được, hơn nữa yêu minh trước không có tham gia dự tuyển, cho nên không có tư cách tham gia quyết đấu sau cùng, còn xin chư vị thần tôn đại nhân minh giám." Lời của Long Thiên Minh âm hạ xuống, khóe miệng toát ra một tia cười nhạt, Nhiếp Ly cho dù có năng lực, cũng không có khả năng để cho những thần tôn đại nhân này yên tâm đối với Nhiếp Ly, cho nên hắn nắm chắc phần thắng đúng lúc này thiên vũ thần tôn cười nhạt nói nhiếp ly người này nhân phẩm ta có thể làm đảm bảo là không có vấn đề ta cho phép yêu minh tham gia quyết đấu sau cùng bất quá ta một người nói không tính còn phải có mấy vị thần tôn khác cũng gật đầu mới được Nghe được thiên vũ lời của thần tôn, Long Thiên Minh sắc mặt âm trầm xuống, thiên vũ thần tôn là tông chủ vũ thần tông, là phụ thân của tư đồ Bắc Viêm, đoán chừng là vì tư đồ Bắc Viêm thua, thiên vũ thần tôn có chút khó chịu, mới nguyện ý đem nhếp ly đẩy lên phía trước đến đây, dù sao nhếp ly dễ khống chế hơn một phần. Thử nghe một chút mấy vị thần tôn khác nói như thế nào, Nhiếp Ly trong lòng thì khẽ mỉm cười, những thần tôn này đều thu lễ vật của hắn, những lễ vật này có thể cho cường giả võ tông cấp, thực lực cũng có thể được tăng vọt, nhiều đan dược như vậy, đừng nói mua cái đại lý tông chủ vị, liền ngay cả toàn bộ Vũ Thần Tông đều có thể mua lại, Thiên Vũ Thần Tôn làm sao có thể phản đối. Sau một lát, chỉ nghe Linh Lung Thần Tôn nói, ta cũng đồng ý yêu minh tham gia quyết đấu sau cùng. Nghe được lời của Linh Lung Thần Tôn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Linh Lung Thần Tôn thế nhưng lòng ấn thế ra, Long Thiên Minh thế nhưng là dòng chính Long ấn thế gia, thế nào Linh Lung Thần Tôn cũng đứng ở bên Nhiếp Ly vậy. Tất cả mọi người đều có một loại dự cảm, chuyện lần này, sợ rằng gặp phải một cái cuộc lật đổ ngoạn mục làm người ta khó có thể dự liệu. Ta cũng đồng ý, ta cũng đồng ý. Còn dư lại ba vị thần tôn cũng kiên định biểu đạt thái độ của mình. Kết quả này khiến hết thảy Vũ Thần Tông đệ tử ở đây đều kinh hãi, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Nhiếp Ly, có chút nghi hoặc, Nhiếp Ly rốt cuộc là thế nào đạt được năm vị thần tôn ủng hộ? sự tình hôm nay kết thúc mặc kệ nhiếp ly có đạt được đại lý tông chủ vị hay không thân phận địa vị của nhiếp ly sợ rằng đều không bình thường nhiếp ly thế nhưng là người duy nhất đạt được năm vị thần tôn đại nhân đồng ý có đúng là đại lý tông chủ hay không còn có trọng yếu sao nếu năm vị thần tôn đều đồng ý yêu minh chúng ta có thể tham chiến sao nhiếp ly cười tủm tỉm nhìn long thiên minh Long Thiên Minh cực kỳ phát cáo, hắn không biết Nhiếp Ly đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, là thế nào thuyết phục năm vị thần tôn, theo lý thuyết dùng thân phận của Nhiếp Ly, ngay cả mặt mũi năm vị thần tôn cũng không thấy mới đúng. Thế nhưng chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy, chính là đã xảy ra, Long Thiên Minh cũng không có biện pháp chút nào. Hừ, nếu năm vị thần tôn đều đã đồng ý, vậy ta cũng không có gì nói, bất quá tuy rằng các người yêu minh có thể tham gia quyết đấu sau cùng, thế nhưng, ta sẽ cho các người thua rất thảm. Long Thiên Minh âm trầm hừ lạnh một tiếng, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha